Các bạn đang nghe truyện ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới trên kênh TV Audio CV. Chương 251, dàn hậu cung nghịch thiên như thế sao? Diệp thiên giật đặt chén rượu xuống, sau đó sờ sờ lên chóp mũi. Hay là... Bệ hạ đến lúc đó trả thù lao luôn một thể. Diệp thiên giật hỏi. Gương mặt ẩn dưới lớp khăn che của thường hy lộ ra một chút nghi hoặc. Sao cậu Diệp lại nói như thế? Diệp thiên giật nhìn về phía nữ hoàng cửu thiên, cứ như vậy nhìn nàng chằm chằm. Thường Hy cảm thấy giật mình, cho dù là những cường giả đứng đầu kia cũng không dám nhìn thẳng vào mắt nàng hai giây, mà hắn là một tiểu bối lại dám cùng nàng đối mặt từ nãy đến giờ. Ngược lại là nàng nhìn thấy gương mặt đẹp trai này của Diệp Thiên Giật, trong lòng lại có từng chút sóng gợn lăng tăng. Xem ra vẫn là đạo tâm của nàng không đủ vương vàng, hoặc nói cách khác, dung mạo của Diệp Thiên Giật chính là quá xuất chúng. Nữ hoàng bệ hạ có phải là rất nhiều năm nay bị một chứng bệnh nan giải quấy nhiễu hay không? Chuyện nhỏ này đã giải quyết xong, Diệp Thiên giật lại thấy được lo nghĩ tiếp theo của nữ hoàng cửu thiên, đó chính là về chứng bệnh quái lạ của nàng. Diệp Thiên giật biểu thị mình thật là khó khăn mà. Đến cùng thì phải đến khi nào mới có thể theo đuổi và có được nàng ta đây, Diệp Thiên giật thật là khó chịu. Đây là nữ hoàng đất, đây cũng không phải là một cô gái bình thường, phải coi nàng giống như mộ thiên tuyết. Hoàng Nguyệt mấy cô gái có cấp bậc cao như thế để đối đãi thì còn làm sao mà theo đuổi cho được đây. Mình hẳn là có thể tận lực giúp nàng, sau đó chiếm được độ thiện cảm, lại sau đó thì cố gắng tranh thủ những cơ hội như thế này. Tạm không dám mong đến những chuyện như có thể hôn nàng hay là lên giường với nàng, hắn thật sự không dám mong vì nó quá khó khăn rồi, hắn chỉ cầu hoàn thành nhiệm vụ, độ hảo cảm đủ 60 điểm là tốt lắm rồi. Bây giờ Diệp Thiên Dật nhìn thoáng qua, độ thiện cảm 8. Không có nhìn lầm, độ thiện cảm chỉ có 8 điểm, hắn làm chuyện lớn như thế cho nàng mà chỉ tăng lên có 8 điểm thiện cảm, Diệp Thiên giật biểu thị, những cô gái ở cấp bậc này muốn tăng độ thiện cảm được như những cô gái khác đúng là quá khó khăn. Mặc dù hắn có bánh phương tâm ám hứa thì cũng chỉ được có 38, muốn đủ 60 điểm thiện cảm thì vẫn còn kém 22 điểm nữa. Nhưng mà 22 điểm này cảm giác còn khó hơn lên trời. Nhưng mà nếu như Diệp Thiên Dật thành công kéo độ hảo cảm của nữ hoàng này lên đến 60 điểm, 60 điểm hảo cảm đã vượt qua mức 50 điểm đảm bảo cho việc tỏ tình thành công rồi, cho nên nếu như có thể đạt tới 60 điểm, Diệp Thiên Dật có lẽ thật sự có thể nghịch thiên được, tìm cơ hội để thành công, bạch bạch bạch, với nữ hoàng. Cũng rất có khả năng. Độ thiện cảm càng cao tăng lên càng khó tăng thêm, mà có thể sẽ bị đình trệ tại một vài cục mốc nhất định nào đó. Ví dụ như Diệp Thiên Dật nghĩ trăm phương ngàn kế thì có thể cũng chỉ có thể kéo độ hảo cảm đến 20 mà thôi, về sau lại làm bất cứ chuyện gì đi chăng nữa thì trên cơ bản cũng không cách nào làm cho điểm hảo cảm của nàng đối với mình tăng lên được nữa, nhưng vừa vặn Diệp Thiên Dật lại có bánh phương tâm ám hứa, bánh phương tâm ám hứa này nhìn qua thì bình thường, nhưng lại có hiệu quả rất cao. Không cần biết độ hảo cảm của ngươi hiện tại là bao nhiêu, đều bị cưỡng ép cộng thêm 30 điểm, cho nên cái bánh phương tâm ám hứa này nhất định phải chờ đến lúc Diệp Thiên Dật thực sự không thể tiếp tục tăng thêm điểm hảo cảm của nữ hoàng cửu thiên nữa thì mới lấy bánh này ra cho nàng ăn, lúc này hiệu quả mới tốt nhất, nếu bây giờ lấy ra cho nàng ăn, hảo cảm là 38 điểm, sau đó thì sao? Sau đó lại làm một ít chuyện, thì độ hảo cảm của những cô gái ở cấp bậc như nàng sẽ đạt đến mức bảo hòa, không cách nào tăng lên được nữa, cho nên chỉ có thể chờ đến lúc điểm này gần đạt đến mức bảo hòa rồi mới mang ra dùng thì mới có được hiệu quả cao nhất. Thường Hy nhìn nhiều dịp thiên giật một chút. Người này xác thực bất phàm. Không nói những cái khác, căn bệnh này của mình cũng chỉ có ba người biết, mà hắn cũng không có khả năng hỏi được tin tức này từ mấy người kia được, chỉ có khả năng chính là hắn dựa vào y thuật nghịch thiên của hắn nhìn ra được. Cho nên người này thật sự rất lợi hại, ở cái tuổi này mà đã có y thuật kinh thế hải tục như thế rồi, chí ít ở trong mắt nàng, Diệp Thiên Dật hẳn là người trẻ tuổi tài năng nhất mà nàng từng gặp. Sao cậu Diệp lại biết được? Diệp Thiên Dật nói, nhìn ra được. Kỳ thật Diệp Thiên Dật căn bản cũng chẳng nhìn ra cái gì cả, mặc dù hắn có càng không thánh thuật nhưng cũng không có nghịch thiên đến loại trình độ này, đều là hệ thống nói cho hắn biết, hệ thống còn nói cho hắn biết, hắn có thể giúp được nàng nửa cơ. Cho nên, vì điểm hảo cảm của nàng, vì sau này đường đường nữ hoàng sẽ phải vẽn mông lên cùng chơi trò xếp hình với hắn, Diệp Thiên Dật không thèm đếm xỉa. Mé, Diệp Thiên Dật suy nghĩ một chút, từ khi mình tới thế giới này cho đến bây giờ, đã được chơi xếp hình với hai người, Diệp Tiên Nhi và Hoàng Nguyệt, hai người thì một người là Nguyệt Thần, một người lại giống hệt với Nguyệt Thần là Diệp Tiên Nhi, mà có khả năng thân phận của nàng cũng không đơn giản, còn bây giờ, rất có khả năng người thứ ba chính là nữ hoàng. Hoa hoa. hắn dịp thiên giật là cái gì chứ làm sao không ngừng bắt hắn phải ấy 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 với mấy cô em toàn dạng đỉnh phong đại lục thế này có khả năng hắn rất rác rưởi nhưng dàn hậu cung sau lưng của hắn toàn những người nghịch thiên như thế sao nếu sau này dịp thiên giật trêu chọc kẻ thù mạnh mẽ khó lường dịp thiên giật không phải là đối thủ của hắn sau đó dàn hậu cung của hắn lên sàn trời ạ à, toàn bộ đại lục đều phải rung rẩy chứ chẳng chơi nhất định phải bắt hắn làm như vậy sao Bắt hắn làm nam trà xanh thế này sao, được thôi, kỳ thật. Khụ khụ. Hình như tỉ mỉ nghĩ lại, cũng rất thoải mái, ôi đệt. Ngẫm lại đều thật là đã. Vậy ngươi nói thử xem. Thường Hy hứng thú nhìn Diệp Thiên Giật một chút. Diệp Thiên Giật nói, hẳn là chứng bệnh này của nữ hoàng bệ hạ là bị lưu lại sau khi bị trọng thương bởi một trận chiến nào đó. Nó khiến cho cảnh giới của nữ hoàng bệ hạ trì trệ không tiếng hẳn là đã rất nhiều năm không có tăng lên rồi đúng không? Xác thực là như thế, ngươi có biện pháp gì chăng? Thường Hy hỏi một cách thăm dò. Nàng thực tình cũng không có ôm hy vọng quá lớn, chứng bệnh này của nàng đương nhiên cũng đã tìm đỉnh cấp cường giả đến xem bệnh rồi, nhưng vẫn là không thể chữa được. Bọn họ dò xét không ra nguyên nhân, chứng bệnh của nàng vẫn cứ mãi không có cách gì khắc phục, là bọn họ không có cách nào cả. Diệp thiên giật này có biện pháp được sao, khó tránh khỏi có chút không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù hắn xác thực làm được những cường giả kia không làm được, nhưng ta cũng không dám xác định chắc chắn, cần dò xét một phen mới có thể đưa ra kết luận được, nhưng ta hẳn là nắm chắc được chừng tám phần. Diệp Thiên Giật nói, Thường Hy, đến tột cùng là do hắn quá tự tin hay là hắn thật sự có biện pháp, nói thật, nàng nhìn có chút nhìn không thấu người này. Được, vậy ngươi theo ta đi Thiên Chi Đảo nàng nguyện ý thử tin tưởng hắn một lần, bởi vì hắn có đủ tư cách để nàng tin tưởng. Diệp Thiên giật gật gật đầu. Trong lòng đắc ý, ha ha. Tới Thiên Chi Đảo này, cũng đồng nghĩa với việc được nàng mời tới nhà của nàng nha. Chật chật chật, vạn sự khởi đầu nan. Nếu như có thể chữa trị khỏi chứng mệnh của này cho nữ hoàng, vậy thì điểm hảo cảm chắc chắn lại có thể cao thêm nữa, đến lúc đó lại dùng thêm bánh phương tâm ám hứa, wow perfect cái này nói không chừng có thể thật sự thành công chứ không đùa. Được. Theo cái nhất tay của nữ hoàng cửu thiên, một cổ tinh quang bao phủ lấy hai người, sau đó hai người biến mất ngay tại chỗ, sau đó xuất hiện ở thiên chi đảo. Diệp thiên giật âm thầm tán thưởng, cao thủ tầm này ai cũng thật là trâu bò, Diệp thiên giật quan sát xung quanh một chút, phía trên này rất xinh đẹp rất xinh đẹp, các loại vườn hoa, trừng đào, hồ nước, hòn non bộ. Đúng là nhân gian tiên cảnh. Đúng rồi, nữ hoàng bệ hạ, thái âm U Diêm Thảo kia rất có khả năng là có người bên cạnh tiểu công chúa hạ độc. Diệp Thiên giật nói. Bản tôn biết. Sau đó ngay lập tức nữ hoàng cửu thiên phun trào khí thế, sau đó đưa tay nắm vào trong hư không một cái. Diệp thiên giật còn đang ngơ ngác không hiểu có chuyện gì, tiếp theo một cái chớp mắt, một cô gái xuất hiện ở trong không trung, bị cánh tay huyển hóa bằng linh lực trong hư không kia bóp lấy cổ. Nữ Nữ hoàng bệ hạ. Khụ khụ. Cô gái kia đang không ngừng đạp chân, lộ ra rất bất lực. Thường Hy bóp mạnh một cái, cái đầu nàng vẹo sang bên một cái rồi không còn hô hấp nữa. Chú ba, ngài còn muốn trốn nữa sao? Thường Hy lạnh lùng nói một câu, thân thể mềm mại phun trào ra khí thế mãnh liệt, làm cho Diệp Thiên giật rất hoảng hốt. Đã xác định Thường Nhu là bị người hạ độc, như vậy trong lòng Thường Hy đã hiểu rõ là ai làm. Cô gái kia là người hầu trước nay vẫn luôn hầu hạ bên người thường nhu, không cần suy nghĩ nhiều là nàng đã biết nàng ta chính là người hạ độc, mà phía sau tất nhiên cũng có người giật dây nàng, về phần là ai, thì đó chính là chú ba của thường hy. Một người đàn ông có ngoại hình chừng 50 từ chỗ tối đi ra. Nữ hoàng là người có tuổi thọ rất cao, nhưng bởi vì nàng có tu vi quá mạnh, thiên phú nghịch thiên, đã sống hàng ngàn năm rồi mà vẫn mang ngoại hình của một cô gái hai mươi mấy tuổi, chuyện này là rất bình thường đến thánh quân cảnh có thể có tuổi thọ mấy nghìn năm đến thiên đạo cảnh nhân loại có thể có được tuổi thọ mấy chục nghìn năm tuổi thọ của yêu thú càng lâu hơn nữa mà khi ngươi đạt tới cái cảnh giới đó càng trẻ hình dạng ngươi càng có thể bảo trì như lúc còn trẻ cho nên đây là lý do mà vì sao rất nhiều người mặc dù cùng cảnh giới với nhau nhưng rất có khả năng số tuổi khi đạt đến cảnh giới đó là khác nhau có người là một lão già có người lại là mỹ nữ nhưng mà ở một thế giới chú trọng việc tu luyện như thế này thì chỉ nhìn bề ngoài chứ không nhìn tuổi nếu mà tính tuổi tác ra hoàng nguyệt càng khủng bố hơn nữa có thể làm tổ 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 tông của dịp thiên dật luôn rồi ấy còn mộ thiên tuyết rất có thể còn khoa trương hơn nữa nhưng không có bất kỳ cảm giác không hài hòa nào chỉ cần dựa vào vẻ bề ngoài để quyết định có thích một người nào đó hay không cháu họ ngươi đây là có ý gì ánh mắt của trường thiên tôn giả nhìn về phía thường hy rồi nói chẳng lẽ trong lòng của chú ba còn không rõ ràng sao? Khí thế của thường hy phun trào, mái tóc của cùng làng váy dài của nàng khẽ bay bay. Diệp thiên giật hai Nhà đế vương thật đúng là kinh khủng mà, đây nhất định không phải chú ruột rồi, nhưng chắc là cũng không phải là quá xa, là hắn làm sao? Nhìn thái độ này của thường hy thì chắc là đúng rồi. Cháu họ, ta không hiểu ngươi đang nói gì, ngươi đây là muốn đối động thủ với người thân sao? trường thiên tôn giả nhướng mày nói thật hắn thật sự bị dọa sợ chết khiếp hắn đúng là trưởng bối của thường hy nhưng luận thực lực thì hắn không bằng được một nửa của nàng vốn hắn muốn chạy trốn nhưng ai ngờ đột nhiên nàng trở về cho nên hắn phải trốn đi muốn chờ thường hy đi xa rồi mới chạy trốn tiếp nhưng là không nghĩ tới thần trí của nàng lại quá nghịch thiên đã phát hiện ra hắn với ta mà nói ngươi không phải thân nhân dứt lời thường hy khẽ vương tay ánh mắt trường thiên tôn giả ngưng tụ đế hoàng cấm thuật kim quang khủng bố bạo phát ra từ người hắn đây chắc là thực lực thánh quân cảnh diệp thiên giật yếu ớt trốn ở sau lưng thường hy thầm than Ầm. thường hy vẫn đứng nguyên không động cánh tay vung lên thiên địa dị tượng xuất hiện giữa hư không một vệt kim quang trực tiếp vây nó lại ầm 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 cho dù lực lượng của lão giả kia có mạnh hơn nữa cũng không thể tránh thoát được sự giam cầm kia thường hy quá mạnh nói thừa nếu nàng không mạnh thì làm sao có thể ngồi vững trên cái vị trí nữ hoàng của một đế quốc hùng mạnh như thế này được nếu nàng không mạnh làm sao có thể sáng tạo ra kỷ lục đưa một đế quốc nhỏ bé đi lên đến vị trí đỉnh cấp trong thời gian ngắn nhất một khi sinh ở trong nhà đế vương thì thân nhân sẽ chỉ là người qua đường thường hy vẫn có một chút do dự nhưng cuối cùng vẫn kiên định quyết tâm, thì thào một câu, sau đó cánh tay vung lên lần nữa. a à, Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn phá vỡ trời đêm, sau đó tất cả an tĩnh trở lại, cường giả kia hóa thành hư vô. Diệp thiên giật Quá kinh khủng, Diệp thiên giật trùng mình một cái, cái này mà muốn chiếm tiện nghi của nàng không phải là đi vuốt râu hổ hay sao? Không đúng, sờ râu của thần thú. Đi thôi thường hy nhàn nhạt nói một câu với diệp thiên giật sau đó diệp thiên giật đi theo nàng đi tiếp về phía trước cần phải dò xét như thế nào sau đó thường hy hỏi bắt khụ cụ, không phải khả năng cần cho thi châm toàn thân cho nữ hoàng bệ hạ toàn thân sao thường hy có chút trầm ngâm sự thật thì cũng không phải thế diệp thiên giật chỉ cần bắt mạch là được rồi nhưng mà khụ khụ dù sao cũng là tên lưu manh có nghề mà. Mặc dù hắn cũng không dám tòng tèm chiếm tiện nghi gì của nàng, nhưng mà suy nghĩ nếu như thi châm toàn thân, hẳn là có thể xúc tiến quan hệ giữa hai người một chút xíu. Ừm, hẳn là không sai. Đúng vậy, cần thi châm cả phía trước nữa. Diệp Thiên Giật nói. Thường Hy nhíu mày lại. Nói thật, nàng là tin tưởng lời nói của Diệp Thiên Giật, nàng không nghĩ rằng tên nhóc này dám chiếm tiện nghi của mình, nhưng vừa vặn Diệp Thiên Dật lại thật sự là muốn chiếm nàng Tiện Nghi. Cái gọi là kẻ tài cao thì gan cũng lớn, càng là những người ở cấp bậc này rồi thì càng không cần phải gò bó theo khuôn phép, muốn tới thì tới luôn, liều thì mới ăn được nhiều, chỉ có như thế mới có thể thành công, nếu không thì sẽ giống như thần tiên tỷ tỷ, lâu như vậy hắn cũng chẳng làm gì được, ngoại trừ đêm hôm đó uống say. Đệt. Nếu nữ hoàng này cũng thế thì Họa Mi của Diệp Thiên Dật kiểu gì cũng bị bà chị hệ thống xấu xa cắt phăng đi cho mà xem, không được, cái này còn quý hơn cả mạng sống, thà chết cũng phải bảo vệ, họa mi. Nếu như nữ hoàng bệ hạ không nguyện ý thì quên đi, ta cũng chỉ là nói vậy thôi, cũng không thể cưỡng cầu nữ hoàng bệ hạ được. Diệp Thiên Dật bắt đầu chơi chiêu lạc mềm buộc chặt. Ngươi thật sự nắm chắc tám phần. Đôi mắt xinh đẹp của Thường Hy cẩn thận nhìn chằm chằm Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên giật gật gật đầu, nói thật, mặc kệ nữ hoàng bệ hạ có tin hay không, mặc dù thực lực của ta không phải rất cao, nhưng mà y thuật của ta trên đời này cũng không có mấy người có thể khiến ta nể phục, mặc dù tuổi ta còn nhỏ, nhưng nguyên do trong đó chắc hẳn nữ hoàng bệ hạ đại khái cũng có thể đoán ra mấy phần. Truyền thừa à, thường hy có chút trầm ngâm, sau đó gật đầu, được rồi, ngươi theo bản tôn tới. Cảnh giới của nàng đã mặc kẹt gần ngàn năm rồi, Gần ngàn năm trước nàng đã là thiên đạo cảnh, nhưng thiên đạo cảnh cũng chia cao thấp, chân chính lợi hại thiên đạo cảnh cũng có thể một người chiến trăm người thiên đạo cảnh khác, giống như vị cửu vĩ thiên hồ kia. Nàng vĩnh viễn không thể quên được, năm đó yêu tộc bí ẩn dẫn đầu đại quân tấn công nhân tộc, kết quả là nhân tộc kéo 310 cường giả thiên đạo cảnh thảo phạt yêu tộc, mục tiêu chính là tam đại yêu thần của yêu tộc, sau đó gặp phải người kia, cùng nàng chiến đấu, một mình nàng diệt 282 người. Những người may mắn sống sót đều là lưu lại tổn thương cả đời, lần ấy nàng cũng là một trong số đó, chứng bệnh này của nàng cũng chính là lần kia lưu lại, cấp bậc của người kia. Chính là trên đời hiếm thấy. Sau này nhân tộc và yêu tộc chung sống hòa bình trở lại, thật ra trận đại chiến của nhân tộc và yêu tộc lần ấy đến cùng có phải là do Tam đại yêu thần của yêu tộc chủ động tấn công nhân tộc mới nổ ra hay không, đến bây giờ bọn họ cũng không có tìm hiểu được nguyên nhân rõ ràng nàng vẫn luôn cảm thấy lúc ấy quá kích động nhưng tất cả thế lực nhân tộc lúc ấy đều chỉ ra là tam đại yêu thần nếu ai không đi chính là phản tộc thân là đế vương nàng không thể không đi được mà thương thế của nàng nếu như không chữa được cả đời này chỉ có thể dừng bước ở đây nhưng mà nếu như có thể chữa khỏi nàng còn có thể tiến lên độ cao cao hơn nữa với thiên phú của nàng tuyệt đối có thể chuyện nam nữ thân mật đối nàng mà nói đối với người đã đạt đến cảnh giới như nàng thì cũng chẳng tính là gì mà thứ bây giờ nàng cần là cảnh giới chứ không phải mấy thứ quy củ vớ vẩn này kết thường hy mang dịp thiên vật đi tới một nơi hẻo lánh bên ngoài chung quanh có rất nhiều linh vật thiên địa khắp nơi đều là trân quý linh bảo thiên địa hết sức xinh đẹp linh lực thiên địa cực kỳ nồng đậm có thể nói là trên đời hiếm thấy nơi nào có linh lực nồng đậm như chỗ này đây cũng là nơi nàng thường ngày tu luyện thường hy đưa lưng về phía dịp thiên vật Quần áo trên người chậm rãi rút bỏ xuống, rơi xuống mặt đất. Ừng ực. Diệp Thiên giật nuốt một ngụm nước miếng. Có thể bắt đầu rồi. Thường Hy thản nhiên nói một câu. Đệt. Mũi. Mũi ta nóng thế này. Chắc chắn Thường Hy vẫn còn mặc quần áo, nhưng chỉ vẻn vẹn còn lại chiếc áo lót mỏng mà thôi. Phần eo thon thả của nàng, đôi chân trắng trẻo ngọc ngà của nàng. Trời ạ. À. Quá hoàn mỹ mà ngay lúc này Thường Hy mới chỉ là đưa lưng về phía Diệp Thiên Dật mà thôi, tấm lưng tinh tế kia. Ừng ực. Diệp Thiên Dật theo bản năng nuốt ngụm nước miếng. Mỹ nữ thì có rất nhiều, nhưng phải biết rằng, khẩu vị của mỗi người đều không giống nhau, nhưng có một loại mỹ nhân là làm cho đàn ông nổi máu chinh phục nhất 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 nhất, đó chính là mỹ nữ băng lãnh. Mỹ nữ có loại tính cách này khi ngươi chinh phục được đã rất thoải mái rồi. Nếu lại thêm một điểm, địa vị vô địch, nguyệt thần, nữ hoàng. Cái này ngẫm lại đã thấy kích con mẹ nó thích rồi, còn gì sản khoái hơn nữa chứ. Mà trước mặt hắn chính là nữ hoàng. Diệp thiên giật ho khang một tiếng, xoa xoa cái mũi. Có. Có thể. Ngươi hẳn là có thể thi châm cách quần áo chứ. Diệp thiên giật gật gật đầu, có thể, như thế này là đủ rồi. Thật muốn nói không thể, nhưng lại không thể nói vậy, nếu hắn mà thật dám nói một câu không thể thì chắc là hắn sẽ chết không kịp ngáp mất, bất kỳ một y sư lợi hại nào cũng có thể làm được, nhưng mà đúng là không thể mặc váy, nhất định phải quần áo bó sát người mới được. Ừm. Sau đó thường hy nhấc tay lên, một chiếc giường ngọc xuất hiện ở bên cạnh, sau đó nàng nằm sấp xuống giường. Bắt đầu đi. Thường hy thản nhiên nói. Diệp thiên giật. Đệt. Vóc người này đúng là khó ai sánh bằng, làn da này cũng thật là mềm mại. Thật muốn đè lên rồi. Chuyện là Nữ hoàng bệ hạ, ngài có ngân châm không? Ngươi thân là y sư mà lại không có ngân châm sao, thường hy nghi ngờ hỏi. Khụ khụ, Diệp Thiên giật vội ho một tiếng, sau đó nói, bình thường ta không hành nghề y, cho nên cũng không tùy thân mang theo. Sau đó ngón tay ngọc ngà thon dài của thường hy phẩy một cái, một loạt ngân châm bay đến trong tay Diệp Thiên Dật. Nữ hoàng bệ hạ, vậy ta không khách khí nữa. Thường Hy hơi sững sờ, không khách khí. Hắn dùng sai từ sao? Không phải nên nói là tha thứ ta mạo phạm sao, sau đó Diệp Thiên giật tay đặt ở trên lưng Thường Hy. Cái áo lót của nàng che được đến phần bụng, hay nói cách khác, phần lưng gần như là lộ ra một nửa, tay trái của Diệp Thiên giật đặt ở ngay phần lộ ra ấy. Phê Tiên Giá trị cuồng ngạo cộng một triệu Diệp Thiên giật Đệt. Thế thôi mà đã được hẳn một triệu, mà tính ra thì cũng không nhiều lắm, bởi vì đây là nữ hoàng cơ mà, tay ngươi đặt ở trên lưng nữ hoàng, cái độ khó này phải khó biết chừng nào chứ, thường hy nhíu chặt mày lại, vì sao tay của hắn còn phải đặt ở trên người nàng, thi châm không phải chỉ cần tay phải thi châm là xong rồi sao? Vì sao tay trái của ngươi còn phải đặt ở trên người bản tôn, thường hy hỏi. Nàng không có hoài nghi gì, chỉ là nàng không hiểu nên mới hỏi thôi, đánh chết nàng cũng không thể ngờ được cái tên nhóc Diệp Thiên Vật này là đang chiếm tiện nghi của nàng. Ai mới dám cả gan làm thế trước mặt nàng chứ? Chỉ có Diệp Thiên Vật. À, tay phải thi châm, nhưng là tay trái của ta cần cảm nhận một chút những biến hóa trong cơ thể của nữ hoàng bệ hạ để có thể tìm được căn nguyên của vấn đề. Nếu nói những cái khác chắc chắn nàng sẽ hiểu, dù sao nàng cũng không phải một người ngu ngơ nhưng Diệp Thiên Giật nói mình làm vậy là để dò xét căn nguyên của bệnh tình, thì nàng sẽ không hiểu được, bởi vì đã có vô số cường giả đều dò xét rồi những cũng không tra ra được, nàng tự nhiên cũng không biết được. Thì ra là thế. Cho dù biết được căn nguyên, nhưng cũng cần dò xét mới có thể biết phương pháp trị liệu phù hợp được, điều này nàng cũng hiểu. Sau đó những cây ngân châm liên tiếp được kim vào trên lưng của nàng. Sau đó có hai cây ngân châm được cắm vào trên mông của nàng. Tay diệp thiên vật, lơ đảng, cọ sát một chút. Tiên. Giá trị cuồng ngạo cộng 2 triệu. Tiên. Cảm nhận được ký chủ đan, mong men, tìm đường chết, giá trị cuồng ngạo ngoài định mức cộng 1 triệu. diệp thiên vật. Thường hy nhíu chặt mày. Rất không thích ứng, cứ cực không thích ứng. Vì sao còn phải? Nàng còn chưa nói dứt lời, diệp thiên vật nói, trên mông có huyệt tiên cốt, cần thi châm được thôi dịp thiên giật lau mồ hôi Thót con mẹ nó tim sau đó dịp thiên giật vỗ một cái lên lưng của nàng toàn bộ ngân châm bay ra ổn rồi bây giờ chúng ta cần dò xét một chút ở phía trước thường hy ngồi dậy sau đó nằm ngửa người ra rồi nhắm mắt lại ừng ực trời ạ Ô mày gót ta ơi chuyện là nữ hoàng bệ hạ ta sợ mạo phạm thi châm đi thường hy nhắm mắt lại thản nhiên nói dạ sau đó dịp thiên giật thi châm ở trên người nàng hai mắt thỉnh thoảng vẫn trộn liếc nơi nào đó biết làm sao được hắn là trai thẳng mà cho dù ngươi có bình tĩnh thế nào đi chăng nữa phẩm tính tốt như thế nào đi nữa mà cho dù không còn ý đồ xấu thì ánh mắt cũng sẽ liếc nhìn trong lúc vô ý thức rất nhanh đã ghim không ít châm xong chưa thường hy mở đôi mắt xinh đẹp ra Chuyện là Nữ hoàng bệ hạ Còn có hai châm chân châm ở vị trí tương đối đặc thù Cần Cần Mé Diệp thiên giật thật cảm thấy mình đúng là thứ không ra gì Thế nhưng mà Hắn có thể làm thế nào bây giờ Hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Thằng em Của mình cứ thế bị biến mất được Mặc dù diệp thiên giật vì muốn rút ngắn quan hệ Nhưng những ngân châm này cũng rất hữu dụng Giúp nàng khai thông huyệt vị quá trình hấp thu sau này sẽ càng nhanh hiệu quả rõ rệt hơn từng hắn không phải cặn bã hắn là người tốt người rất rất tốt luôn không sao không sao dù sao sau này cũng là người của mình mà thường hy mặc dù dịp thiên vật chưa nói xong nhưng mà nàng đại khái đã hiểu ý của dịp thiên vật thi châm thường hy nhắm mắt lại nói mạo phạm rồi sau đó tiên giá trị cuồng ngạo cộng 10 triệu. Diệp Thiên Dật Gương mặt tuyệt mỹ của Thường Hy kia dưới lớp khăn che mặt ửng đỏ lên. Trong trí nhớ của nàng, nàng chưa bao giờ có cảm xúc đỏ mặt và thẹn thùng, nhưng loại tình huống này, nàng cho dù là nữ hoàng cửu thiên thì cũng không thể hoàn toàn giữ bình tĩnh như thường ngày được, dù sao hai châm này là muốn châm tại. Nhưng mà nàng vẫn nhịn được, đối với nàng vào lúc này thì cảnh giới có thể tăng lên quan trọng hơn so với bất kỳ thứ gì dù sao tương lai nàng sẽ gặp phải sự đối địch của đỉnh cấp cường giả. Nếu thực lực của nàng cứ mãi không tăng lên thế này, chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm. Diệp Thiên giật nhìn thoáng qua. Độ hảo cảm vậy mà tăng đến 10 điểm, đệt. Đúng là tâm lý phụ nữ mà. Tăng độ hảo cảm trong trường hợp này cũng rất bình thường, dù sao Diệp Thiên Dật làm một người đàn ông làm rất nhiều chuyện mà nữ hoàng cửu thiên chưa làm bao giờ, cộng thêm ngoại hình của Diệp Thiên Dật nữa, thì trong lúc bất giác độ hảo cảm của nàng với hắn lặng lẽ tăng thêm một chút cũng là hợp tình hợp lý sau đó diệp thiên giật vỗ tiếp một cái ngân châm bay ra đồng thời nữ hoàng cửu thiên cũng mở đôi mắt xinh đẹp ra sau đó vỗ giường ngọc một cái bóng người xoay một vòng váy dài đã mặc lên người tên khốn này gương mặt xinh đẹp dưới lớp khăn che mặt gương mặt của nàng phím hồng cái chỗ kia cần phải đâm sâu như vậy sao mặc dù chỉ là bên cạnh nói thật nếu mà tên Diệp Thiên Dật này không thể chữa khỏi cho mình, nàng thật sự sẽ giết chết hắn. Đã tìm ra được cách gì chưa? Thường Hy nhàn nhạt hỏi. Diệp Thiên Dật gật gật đầu. Ừm, đã dò xét xong, chứng bệnh này của nữ hoàng bệ hạ đến từ lục phủ ngũ tạng, bên ngoài lục phủ ngũ tạng cũng có dấu hiệu bị đông cứng, mà lực lượng này không đơn giản. Lúc nãy thi châm ta đại khái đã hiểu nên trị liệu cho nữ hoàng bệ hạ rồi, nếu như không có gì ngoài ý muốn, trong 7 ngày hẳn là có thể trị khỏi hoàn toàn cho nữ hoàng bệ hạ. Đôi mắt xinh đẹp của Thường Hy hơi sáng lên. Chuyện này là thật sao? Diệp Thiên giật gật gật đầu, nếu nữ hoàng bệ hạ không tin thì hiện tại ta có thể thử một chút. Thử như thế nào? Diệp Thiên giật nhìn lướt qua chung quanh, nói, nơi này có rất nhiều linh dược thiên địa tốt, ta xem thử một chút xem có loại ta cần hay không, trước tiên có thể luyện chế một vị thuốc cho nữ hoàng bệ hạ, Dược liệu có thể điều trị được một phần cho nữ hoàng bệ hạ, những trình tự còn lại mới là chữa trị toàn bộ. Được. Cho ta 10 phút. 10 phút sau, Diệp Thiên giật hái mấy vị linh vật thiên địa thiên giai, mà trong lúc đó Thường Hy vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của Diệp Thiên giật. Thật sự là kỳ lạ, tuổi còn nhỏ lại có tài nghệ như thế, thật không đơn giản, quả nhiên trực giác khi lần đầu tiên mình nhìn thấy hắn là đúng, phanh, dược vương đỉnh xuất ra. Diệp Thiên Dật bắt đầu luyện đan. Thường Hy Đây không phải dược vương đỉnh của Long Gia sao, trước đó nghe nói Long Gia bị trộm, chẳng lẽ? Sau đó chính là kế hoạch chân chính của Diệp Thiên Dật bắt đầu, năng lực quan sát tâm lý người khác của hắn vẫn rất là thật lợi hại, vị nữ hoàng này cực kỳ khát vọng đối với thực lực, bởi vì nàng có thứ cần phải bảo vệ, có toàn bộ đế quốc phải bảo vệ, có thân nhân phải bảo vệ, mà nàng đang gặp phải nguy cơ bị phản loạn, cho nên nàng rất cấp bách phải tăng cảnh giới cho nên nắm lấy cái tâm lý này dịp thiên dực cảm thấy nếu như làm tốt nói không chừng đêm nay là có thể mở bạch 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 ca ca hắn thật là một cái thiên tài dịp thiên dực cảm thấy để thứ này xuất hiện trước mặt thường hy hẳn là không có vấn đề gì luyện đang quan trọng hơn hắn xác thực có phương pháp chữa trị phương pháp rất đơn giản chính là đang dược mà dịp thiên dực đang luyện chế chỉ khác là dịp thiên dực luyện chế là đang dược dị bản nếu hắn mà luyện chế như bình thường thì chỉ cần một viên là có thể chữa khỏi cho nàng rồi nhưng mà vẫn còn thiếu một bước mấu chốt không có bước này đúng là không thể chữa trị dứt điểm được mà dịp thiên dật còn có kế hoạch của hắn nữa cho nên không thể trực tiếp chữa khỏi cho nàng được cũng không phải không trị chỉ là hơi che giấu chân tướng một chút mà thôi vô sĩ thì vô sĩ thôi người không vì mình trời tru đất diệt với lại kế hoạch phía sau của dịp thiên dật cũng không tính là lừa dối mà thường hy nhìn diệp thiên giật luyện đan âm thầm sợ hãi thán phục tuổi còn trẻ mà thuộc luyện đan đã cao cường như thế rồi hắn luyện chế đan dược hẳn là thất giai những người nàng biết có thể luyện chế ra đan dược thất giai cũng là sống đến trăm năm mới có thể luyện chế ra được mà hắn thật sự là thiên mệnh chi tử nữ hoàng bệ hạ tiếp theo có thể sẽ có một đạo đan lôi làm phiền nữ hoàng bệ hạ giúp ta cản một chút được thôi ầm ầm qua không bao lâu, phía trên giáng xuống một đạo đang lôi, còn Diệp Thiên giật sắc mặt tái nhợt. Đan dược này là thất giai, lấy năng lực hiện tại của hắn thì luyện chế thất giai đan dược là cực kỳ khó khăn, nhưng vì hắn đã luyện hóa vô thượng thánh tâm liên cho nên Diệp Thiên giật không hề tầm thường, hắn có khả năng luyện chế đan dược thành công, nhưng hắn lại không đỡ được đan lôi, mặc dù nói là vậy nhưng hắn vẫn rất vất cả mới luyện ra được viên đan dược này, linh lực thể nội trực tiếp hao tổn hết thậm chí còn phải phục dụng một viên thất giai đang dược thần tiên tỷ tỷ cho mới thành. Công Âm thường hy thả người nhảy lên, đỡ đang lôi, sau đó Diệp Thiên dật vỗ một cái vào dược vương đỉnh, cái nắp bay ra ngoài, một mùi thuốc nồng đậm bay ra ngoài. Ngay sau đó Diệp Thiên dật trực tiếp ngã xuống, thường hy thuấn di đến bên cạnh Diệp Thiên dật, đỡ lấy hắn. Không sao chứ? Thường hy hỏi. Diệp Thiên dật lắc đầu, không có gì đáng ngại, chính là linh lực cạn kiệt mà thôi thật sự không có vấn đề gì lớn là linh lực bị cạn kiệt mà thôi thường hy duỗi bàn tay ra một viên thuốc phóng tới trong miệng dịp thiên vật sau đó dịp thiên vật cảm nhận được linh lực đang khôi phục một cách nhanh chóng đỡ hơn nhiều rồi đa tại nữ hoàng bệ hạ thường hy buông dịp thiên vật ra đi đến bên cạnh dược vương đỉnh cầm viên đang dược màu trắng bên trong ra có thể phục dụng ngay không Diệp Thiên giật gật gật đầu, có thể, nhưng mà nữ hoàng bệ hạ phải chú ý, sau khi dùng viên đan dược này xong, nữ hoàng bệ hạ sẽ tấn cấp. Tấn cấp? Thường Hy nhíu mày nhìn Diệp Thiên giật. Diệp Thiên giật nói, nữ hoàng bệ hạ hẳn là đã bị mắc kẹt ở cảnh giới này gần nghìn năm rồi, nếu không phải do chứng bệnh này, nữ hoàng bệ hạ sớm đã là cảnh giới càng cao hơn. Mặc dù viên đan dược này không thể chữa trị dứt điểm cho nữ hoàng bệ hạ được, nhưng cũng có thể chữa trị được một phần, nhưng như vậy thôi cũng đủ để phát huy hiệu quả của quá trình tu luyện tích tụ lại cả nghìn năm nay của nữ hoàng bệ hạ, đột phá một giai không khó lắm. Người nói cũng rất có lý. Đương nhiên nàng cũng hiểu, nhưng thật có thể chữa trị sao, nàng đã từng dùng cửu dai đang dược nhưng cũng không hề có tác dụng gì, không hề chữa trị được một chút xíu nào, mà thất dai này lại được sao, sau đó thường hy ăn đang dược vào, ngồi xếp bằng, bắt đầu vận khởi linh lực, đại khái chừng 10 phút sau. Linh lực thiên địa xung quanh nàng tăng lên chóng mặt với cấp số nhân. Phải biết rằng, giữa một giai của thiên đạo cảnh chênh lệch với nhau nhiều như thế nào. Không cách nào tưởng tượng được. Có thể một người thiên đạo cảnh nhị giai có thể đánh 100 người nhất giai, chính là khoa trương như vậy đấy, đến thiên đạo cảnh, khoảng cách giữa một giai cũng không phải chỉ đơn giản là một bước nhỏ giống như những cảnh giới thấp, Ngươi có thể hình dung như mỗi một giai trong thiên đạo cảnh chính là sự khác biệt hoàn toàn giống như một cảnh giới lớn vậy. Diệp thiên giật thầm than, thiên đạo cảnh thật là khủng bố, ầm ngay sau đó, linh lực thiên địa nghịch thiên tuôn ra, diệp thiên giật trực tiếp bay ra ngoài. Xẹt xẹt xẹt. Diệp thiên giật chật vật bay ra cách xa trăm mét, trên mặt đất lăn mười mấy vòng mới ngừng lại được. Đệt. Linh lực này cũng quá là kinh khủng. Diệp Thiên giật vội vàng chạy ra xa cách cả nghìn mét, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Linh lực thiên địa khủng bố như vậy, hắn không tu luyện thì quá là lãng phí. Sau đó Diệp Thiên giật nhắm mắt lại ngồi xếp bằng xuống, hấp thu linh lực thiên địa, bắt đầu tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, 30 phút, một tiếng, 2 tiếng. Thời gian cũng đi tới đêm khuya. Diệp Thiên giật mở mắt, hắn. Tấn cấp rồi. Huyền Thiên cảnh bát giai, qua qua. Cái này tấn cấp cũng quá đơn giản rồi, nếu để người khác biết được suy nghĩ này của Diệp Thiên Dật thì chắc là ai cũng muốn đánh tòe mỏ hắn ra luôn chứ chẳng chơi, má nó chớ. Bọn họ đến huyền thiên cảnh muốn tăng lên một giai phải cần một hai tháng, thậm chí càng lâu, ngươi lại nói với ta là đơn giản, biết làm sao được, thiên phú quá mạnh, cộng thêm linh lực thiên địa kinh cũng được tạo ra do thường hy tấn cấp thiên đạo cảnh nữa, quá hùng hậu, Diệp Thiên Dật ngẩng đầu, nhìn lên dị tượng thiên địa phía trên bầu trời, lôi vân cuồn cuộn cảnh tượng này trong mắt của diệp thiên giật chẳng khác gì tận thế sau đó thường hy mở đôi mắt xinh đẹp ra thả người nhảy lên thân ảnh bay về phía hư không âm lôi đình đầy trời giống như vô số mảng xà đánh về phía nàng diệp thiên giật cảm nhận thử một chút đệt mỗi một tia lôi đình này cấp độ cũng không phải giống lôi bình thường đâu đây chính là lôi kiếp cấp bậc thiên đạo cảnh loại lôi đình này nếu mà đánh xuống thành cửu châu thiên chắc là phá tan mọi thứ luôn mất. Mười phút sau, Thường Hy rơi xuống mặt đất, nàng ôm ngực hỗn hển thở dốc, trên mặt toát ra mồ hôi, Diệp Thiên giật chạy tới. Định mệnh, tin giá trị cuồng ngạo cộng 10 triệu. Thường Hy giờ phút này nhìn rất chật vật, dù sao cũng là vừa mới chống lại lôi kiếp thiên đạo cảnh, không chật vật thì lại giả trân luôn á, mà nàng toàn thân trên dưới, quần áo tả tơi, váy cũng bị cháy xém mất lỗ thủng, thậm chí áo lót cũng vậy, Diệp Thiên Dật đã nhìn thấy. Ôi đẹp, có vẻ như còn lớn hơn của thần tiên tỷ tỷ một chút. Qua qua, sau khi thường hy hạ xuống phản ứng đầu tiên chính là kinh hỉ và chấn kinh, nhìn Diệp Thiên Dật một chút, sau đó lại liếc mắt nhìn lại chính mình. Xoát, nàng nhanh chóng xoay người một cái, một lần nữa mặc vào một bộ quần áo mới. Vừa nãy người đã nhìn thấy cái gì? Thường Hy cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nhìn Diệp Thiên Dật. À A ta, ta 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 không thấy cái gì hết cả, thật. Vừa nãy đang lơ mơ ngủ, tỉnh lại đang còn mơ mơ màng màng, trước mắt mờ mờ ảo ảo chả thấy gì. Dịp thiên giật vội vàng nói. Thường hy. Khốn kiếp, nhưng nàng lại không thể giúp dịp thiên giật được, bởi vì nàng cảm kích dịp thiên giật, mà lại loại chuyện này ai có thể dự liệu được chứ. Nên nàng rất nhanh trấn định lại. Nàng thật sự đã tấn cấp rồi. Thật không thể tin nổi thiếu niên này thật sự là làm cho nàng quá bất ngờ. Tiên Độ hảo cảm của thường hy đối với ngươi cộng năm. Diệp thiên giật Mé Thế mà thêm có mỗi năm điểm. Nhưng mà thôi được rồi, vừa nãy hắn đã nhìn thấy, mặc dù nàng rất tức giận, nhưng độ hảo cảm không có giảm đã là tốt lắm rồi. Đương nhiên sẽ không giảm, nàng cũng không phải mấy cô bé đơn thuần ngốc nghếch đáng yêu. Bây giờ phải làm gì nữa, thường hy hỏi. Ừm. Tiếp theo thật chỉ còn lại một bước nữa là nữ hoàng bệ hạ có thể khôi phục lại rồi. Nói đi. Diệp Thiên giật sờ lên chóp mũi, nói, không biết nữ hoàng bệ hạ có thể biết đến cơ thể thuần dương không? Không sai không sai, cơ thể thuần dương quen thuộc lại được lên sàn rồi kính thưa quý vị. Biết, thể chất vạn dặm không một người đàn ông nào, cũng không tính là hy hữu. Không sai, cơ thể thuần dương xác thực không tính quá hy hữu, lần trước thi gia nhất cần tìm là cơ thể thuần dương có thiên phú nghịch thiên cho nên mới hy hữu, ngàn năm mới có một người. Cuối cùng này cũng là một bước mấu chốt nhất, đó chính là tiến hành giao hợp với một người đàn ông có cơ thể thuần dương, nhờ dương lực của cơ thể thuần dương, phối hợp thêm đang dược ta luyện chế mới có thể giải băng lực trong lục phủ ngũ tạng của nữ hoàng bệ trong hạ được. Thường hy Thật ra về mặt lý thuyết, Diệp Thiên Dật quả thật không có lừa nàng. Dù sao thì biện pháp mà Diệp Thiên Dật biết chính là dùng đan dược này chữa trị chừng 50%, 50% còn lại nếu muốn chữa trị triệt để thì cần cơ thể thuần dương. Cái này thật sự không hề lừa nàng. Cái duy nhất hắn lừa nàng đó chính là hắn nói đan dược chỉ có thể điều trị 10%, 90% còn lại cần cơ thể thuần dương, nhưng biết làm sao được đây. Diệp Thiên Dật sợ nàng chữa khỏi 50% đã cảm thấy hài lòng rồi không muốn trị dứt điểm thì Diệp Thiên Dật sẽ thất bại trong gan tất. Hắn phải nói lời tạm biệt với thằng em của hắn. Thường Hy rất nghiêm túc nhìn Diệp Thiên Dật. Bản Tôn chưa từng nghe nói có loại phương pháp chữa trị này. Có chút khó tin. Diệp Thiên Dật nói, nữ hoàng bệ hạ, vì người chưa từng nghe qua cho nên trước đó mới không chữa trị được, tổn thương của ngài là hàng lực gây ra, chắc hẳn người cũng biết rất rõ ràng việc này, mà lại còn là hàng lực cực kỳ đặc thù nữa, loại hàng lực này chắc hẳn những năm qua nữ hoàng bệ hạ cũng đã thử qua vô số phương pháp đều không thể loại trừ được có đúng không? Ừm. Thế nhưng cơ thể thuần dương cũng không phải là thể chất rất mạnh, có thể làm cho lực lượng của võ giả thuộc tính hỏa tăng gấp bội, nhưng so sánh với rất nhiều linh vật thiên địa thuộc tính hỏa, thần giai, thánh giai cũng đều kém hơn rất nhiều, linh vật thiên địa thần giai, thánh giai đều vô dụng, cơ thể thuần dương lại có tác dụng sao? Thường Hy hỏi nàng thật không hiểu, nhưng là nàng cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận. Muốn điều trị khỏi thì mình sẽ phải giao hợp cùng một người đàn ông cơ thể thuần dương sao, Diệp Thiên Giật nói, những điều này chắc hẳn ta không cần phải giải thích quá nhiều cùng nữ hoàng bệ hạ, bất kỳ linh vật thiên địa thuộc tính hỏa cường lực nào cũng đều chỉ có tác dụng hiệu quả là ngoại dụng, cho dù uống thuốc, nhiệt lực cũng không thể tác động lên hàng lực bao phủ xung quanh lục phủ ngũ tạng, mà chỉ là đơn thuần hóa thành lực lượng chồng chất bên trong cơ thể của nữ hoàng bệ hạ mà thôi. Hay nói một cách đơn giản hơn chính là ngài trúng độc nhưng lại dùng đan dược trị liệu ngoại thương, hữu dụng không? Đương nhiên là không rồi. Sau đó Diệp Thiên giật dừng một chút, nói, cơ thể thuần dương không có lực lượng cường đại giống những linh vật thiên địa kia, nhưng lại thắng ở công hiệu, giao hợp, song tu, sau đó thao túng lực lượng thuần dương tiến hành xua tan hàng lực, nếu như nữ hoàng bệ hạ không hiểu, có thể tùy ý hỏi những tiền bối hiểu y thuật khác, trước đó bọn họ không biết phương pháp này, nhưng bây giờ ta đã nói phương pháp cho ngài rồi, ngài có thể hỏi bọn họ, chỉ cần người có chút kinh nghiệm về phương diện y. Thuật, thì khi nhắc đến phương pháp này, chắc hẳn bọn họ đều có thể hiểu được. Điểm này Diệp Thiên Dật thật sự không có lừa nàng, xác thực cần cơ thể thuần dương, cho nên Diệp Thiên Dật không sợ nàng hỏi. Không sai. Cơ thể thuần dương chính là một thể chất rất phù hợp để làm công cụ chữa các thể loại bệnh, nhưng mà... Diệp Thiên giật thích. Ta sẽ hỏi thử, còn có cái gì phải chú ý nữa không? Thường Hy hỏi Diệp Thiên giật. Từng. IAO hợp liên tục 7 ngày, không thể gián đoạn, mỗi ngày đều cần đan dược dùng ta luyện chế, nhưng mà loại đan dược này hẳn là chỉ có ta có thể luyện chế, bởi vì phương thuốc chỉ có ta biết. Diệp Thiên giật nói. Thường Hy còn muốn 7 ngày. Mỗi ngày đều phải làm, choáng đầu. Nhưng mà nàng là tin tưởng Diệp Thiên Dật, biểu hiện của Diệp Thiên Dật cho đến lúc này đều khiến nàng không thể không tin, đương nhiên là nàng sẽ phải hỏi lại một chút những vị tiền bối am hiểu y thuật, nếu như thực sự không có biện pháp nào khác, nàng khả năng thật sự chỉ có thể lựa chọn như vậy, bởi vì nếu như không lựa chọn như vậy, cảnh giới dừng lại như hiện tại, không lâu sau phản quân tấn công, nàng không nhất định có thể chống đỡ được nàng không phải chỉ sống vì một mình mình, nàng càng. Nhiều hơn chính là vì thường nhu, thân nhân của nàng đều không còn ai nữa, thân nhân của thường nhu cũng không có ở đây, có thể nói thường nhu là thân nhân có huyết mạch gần duy nhất của nàng, nàng muốn để lại tất cả mọi thứ cho nàng ấy, còn có, phần cơ nghiệp này, đế quốc cửu châu này cũng không phải một mình thường hy nàng gây dựng nên, mà là mấy nghìn người tiền bối của thường gia, cha mẹ của nàng, ông bà nội của nàng, các vị chú bác, là do bọn họ gầy dựng nên còn thường hy ngồi lên vị trí này là vì nàng là người có năng lực nhất nhưng sau khi cha mẹ và những người thân của nàng chết trên chiến trận thì những người họ hàng xa xôi không thân cận lắm lại bắt đầu nhăm nhe nhòm ngó vị trí của nàng phần cơ nghiệp này là những người thân của nàng phải đánh đổi bằng cả mạng sống mới đổi lại được cho nên nàng không thể đánh mất nó được không thể từ bỏ nó được vì thế nàng sẵn sàng hy sinh cả mạng sống của mình chứ đừng nói gì đến sự trong trắng, cơ thể thuần dương ta sẽ thử tìm, về phần chuyện này, ta thời gian để suy nghĩ thêm. Diệp Thiên giật sờ lên chóp mũi, ho khan một tiếng rồi nói, cái kia. Hử? Diệp Thiên giật cảm thấy có chút ngại ngùng. Thật ra nữ hoàng bệ hạ cũng không phải đi tìm đâu, kỳ thật ta chính là cơ thể thuần dương. Thường hy. Thật ra thì giao hợp với người có cơ thể thuần dương khác đương nhiên là cũng được, thường hy chỉ cần giao hợp với một người đàn ông cơ thể thuần dương, lại dùng thêm đan dược nữa là có thể khỏi hẳn, nhưng Diệp Thiên Dật đâu có ngu gì mà tiện nghi cho người khác. Mé nó chớ, anh đẹp trai nhưng anh đâu có ngu. Ngươi là cơ thể thuần dương. Sau đó Diệp Thiên Dật phóng xuất ra lực lượng thuộc tính hỏa, thường hy cảm nhận một chút. Quả nhiên độ tinh thuần của thuộc tính hỏa rất cao. Đúng là cơ thể thuần dương. Nhưng mà làm sao tự nhiên lại có chút hoài nghi thế này câu trước ngươi vừa nói cần giao hợp với ngươi có cơ thể thuần dương câu sau ngươi lại nói ngươi cũng là cơ thể thuần dương ngươi xác định không phải là ngươi cố tình lừa gạt sao sau khi dịp thiên dật lộ ra hắn là cơ thể thuần dương tự nhiên thường hy lại bắt đầu có chút hoài nghi nhưng mà nếu như là thật nếu như nhất định phải lựa chọn có lẽ thường hy sẽ chọn dịp thiên dật nguyên nhân cũng thật đơn giản thứ nhất hắn rất đẹp trai thứ hai hắn còn là người giúp nàng nữa thứ ba việc này tốt nhất cũng chỉ nên để hai người bọn họ biết tốt nhất đừng để cho người thứ ba biết được nàng không muốn để người khác biết được chuyện này với lại thường hy cảm thấy dịp thiên dật tương lai tiềm lực vô hạn mặc dù bây giờ rất yếu kỳ thật ngẫm lại nếu như mình nhất định phải giao hợp với một người đàn ông có cơ thể thuần dương thì lựa chọn dịp thiên dật vẫn còn tính không có quá bôi nhọ nàng có những cô gái có thể thà chết chứ nhất định phải giữ sự trong trắng, nàng cũng là người như vậy, nhưng mà có những lúc, có những chuyện, quan trọng hơn nhiều so với sự trong trắng của mình. Cho ta thời gian cân nhắc, bản tôn cũng sẽ đi hỏi những cường giả khác xem việc này rốt cuộc có phải là thật hay không, ta suy nghĩ kỹ thì sẽ tìm ngươi. Thường Hy nhìn Diệp Thiên Giật rồi nói. Diệp Thiên Giật ho khan một tiếng. Cũng được, ta cũng rất vui lòng giúp nữ hoàng bệ hạ. Mé! thật là ngượng ngùng mà. Thường Hy, việc này không được nói cho người thứ ba biết. Diệp Thiên giật gật gật đầu, ta hiểu, nhưng mà tốt nhất là nữ hoàng bệ hạ nên đưa ra quyết định sớm đi, trong vòng 7 ngày là tốt nhất. Vì sao? Chẳng lẽ Diệp Thiên Dật có thể nói với nàng nhiệm vụ này chỉ có thời hạn 7 ngày thôi sao, nếu sau 7 ngày sau, cho dù Diệp Thiên Dật có thuyết phục được nàng thì cũng có tác dụng khỉ gì nữa đâu. Diệp Thiên Dật sờ lên chóp mũi. Cái này. Trong 7 ngày nay tinh lực ta tương đối sung mãn. Thường Hy. Sẽ không quá lâu đâu. Thường Hy thản nhiên nói. Bởi vì nàng cũng không còn nhiều thời gian nữa, nàng không thể xác định chắc chắn khi nào kẻ địch sẽ đánh tới. Thậm chí không thể xác định liệu có cường giả nào đã âm thầm đi vào thành cửu châu thiên chuẩn bị động thủ với nàng hay không. Diệp thiên giật thở dài một hơi. Ngươi cũng đã giúp bản tôn một việc rất lớn, Muốn cái gì thì cứ việc yêu cầu đi. Diệp Thiên giật lắc đầu, quên đi, đến lúc đó ngay cả thân thể của nữ hoàng bệ hạ ta khả năng đều muốn, ta nào dám lai like đòi thêm thứ gì nữa. Ý của hắn chính là, ta không cần cái gì cả, ta chỉ cần ngươi là đủ rồi, có được ngươi rồi thì cái gì mà không có cơ chứ, đến lúc đó rồi nói sau, chuyện nào ra chuyện nấy, cầm lấy cái này đi. Thường Hy ném cho Diệp Thiên giật một tấm lệnh bài, nói có lệnh bài này ngươi có thể tùy thời ra vào thiên chi đảo, không có ai dám ngăn cản. Diệp thiên giật cất tấm lệnh bài đi. Những cao thủ này thật là, động một chút lại cho người ta lệnh bài, Hoàng Nguyệt cũng thế, không thể thực tế chút được sao, ác uy chắc hay số điện thoại gì đó cũng tiện hơn mấy cái này nhiều mà. Hay là, ác vi chắc đi. Diệp thiên giật ho khan một tiếng rồi nói. Mặc dù đâu đây là nữ hoàng, nhưng cũng phải để ý thời đại một chút chứ, bây giờ là thời đại nào rồi, đừng nói là nữ hoàng, ngay cả lão già gia các thanh thiên kia đều biết mấy thứ này nữa là, nàng có thể không biết sao, mà ngẫm lại nếu mà trong danh sách bạn bè của mình có nữ hoàng, thì đến lúc về đều có thể khoe khoang hết mũi với các nàng ấy rồi. Thường Hy hơi hơi dừng một chút, sau đó nói, sau này hãy nói đi, đến lúc đó nếu như bản tôn đã suy nghĩ kỹ thì sẽ cho người đi tìm ngươi. Diệp Thiên giật nhún vai, Gật gật đầu, được thôi Ừm Bây giờ ta sẽ cho người đưa ngươi về Sau đó thường hy sai một cô gái đưa dịp thiên dật xuống dưới Sau đó nàng ngồi ở chỗ rìa của thiên chi đảo hóng gió Tự hỏi nhân sinh Anh dịp Chủ nhân papa Phía dưới, tử ngữ hàng, liễu khuyên ngữ Tiểu anh Vũ và tiểu Nhu Nhu đang ở trong hoàng cung Dịp thiên dật đi tới Lập tức hai cô bé nhào về phía dịp thiên dật Sau đó nhảy lên người hắn Diệp Thiên giật mỗi tay bế một người, rất là bất đắc dĩ. Ngươi không được phép hôn. Tiểu Anh Vũ Chu môi nhìn Thường Nhu. Ta cứ hôn đấy. Sau đó Thường Nhu hôn bẹp một phát lên má Diệp Thiên Dật. Hừ. Tiểu Anh Vũ cũng hôn bẹp một phát bên má còn lại. Diệp Thiên Dật rất bất đắc dĩ, sau đó đặt các nàng xuống, xoa xoa mặt, nói, Tiểu Anh Vũ, đến lúc chúng ta phải về rồi thường nhu lôi kéo tay dịp thiên vật không muốn rời tiểu công chúa chúng ta cũng phải về thiên chi đảo người hầu ở sau lưng nói nhỏ với thường nhu từ thường nhu ngẩng đầu nhìn dịp thiên vật sau đó lắc lắc tay dịp thiên vật anh trai ngươi có thể thường xuyên tới chơi với ta không thường nhu hỏi đầy mong chờ dịp thiên vật cười cúi đầu nhìn nàng được chứ chỉ cần tiểu cô của ngươi đồng ý thì mỗi ngày ta đều tới chơi với ngươi, được không nè? i Thế? Thế lát nữa trở về tiểu nhu nhu nhất định sẽ nói với tiểu cô. Thường nhu kích động nói. Diệp thiên giật rất đẹp trai lại cộng thêm hắn là người cứu được nàng, cho nên đã gieo một hạt mầm ở trong lòng của cô bé thường nhu này rồi, nàng còn bé nên cũng không hiểu tình yêu là cái gì, nhưng mà nàng chính là muốn gả cho anh đẹp trai đang đứng trước mặt mình. Diệp thiên giật cười cười, sau đó xoa xoa tóc của nàng, được chứ, vậy ngươi phải nói với tiểu cô thật tốt nha. Dạ dạ. Ha ha, rất có thể nữ hoàng cửu thiên còn đang do dự nhưng lại sẽ nhanh chóng quyết định thôi, vì dịp thiên giật có cô bé này làm trợ thủ rồi mà. Tiểu anh vũ cũng muốn được xoa. Nhìn thấy dịp thiên giật xoa đầu nàng, tiểu anh vũ cũng chu môi, kéo kéo góc áo dịp thiên giật, sau đó chìa chìa cái đầu của mình về phía anh. Ha ha tử yên nhiên và liễu khuyên ngữ ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này nhịn không được cười ra tiếng. Hai cô bé này thật là đáng yêu. Diệp thiên giật cũng xoa đầu của nàng, lúc này tiểu anh vũ mới mặt mày hớn hở. Hẹn gặp lại nha. Sau đó thường nhu bị người hầu của nữ hoàng cửu thiên mang trở về. Ánh mắt diệp thiên giật rơi vào trên người liễu khuyên ngữ và tử yên nhiên. Hai vị, vậy chúng ta cũng xin phép về trước, thời gian cũng không còn sớm nữa. Diệp thiên dật chắp tay thi lễ anh dịp thật không cân nhắc theo ta cùng về tử gia sao tử yên nhiên tiến tới trước mặt dịp thiên dật mỉm cười hỏi dịp thiên dật sờ lên chóp mũi lần sau lần sau đi vậy cũng được sau đó tử yên nhiên lấy điện thoại của mình ra lắc lắc thế bây giờ ác uy chắc trước có được không dịp thiên dật nhìn liễu khuynh ngữ một chút cũng không hiểu tự nhiên vì cái quần què gì lại nhìn nàng nữa cứ như thể nàng là bạn gái của mình không bằng, đê. Diệp Thiên giật hắn thật là một tên sở khanh mà, thế mà lại muốn vương móng vuốt đến trên người liễu khuynh ngữ luôn rồi sao, khụ khụ. Vậy thì ác đi. Sau khi thêm bạn xong, Diệp Thiên giật dắt tay tiểu anh Vũ rời đi. Cô liễu, như vậy bắt đầu từ bây giờ chúng ta cũng cạnh tranh công bằng rồi. Tử yên nhiên mỉm cười nhìn liễu khuynh ngữ nói. Cô tử đã thích vậy thì cứ coi như là vậy đi, ta không có vấn đề gì. Liễu Khuynh Ngữ nói. Ha ha ha. Tử Yên Nhiên cười một tiếng. Ở đây lại không có người khác, cô Liễu cũng không cần phải che giấu cái gì, ngày mai gặp. Nói xong, Tử Yên Nhiên mỉm cười rời đi. Cha, lần này nhất định phải bắt được tên Diệp Thiên Dật kia, nếu không ta khó mà yên lòng được. Trong một rừng cây nhỏ hẻo lánh, Long Ngạo, Long Dương còn có mấy vị cường giả của Long Gia đang ẩn nấp. Long ngạo nắm chặt nắm đấm, đôi mắt âm tàn. Tại đại điện, tại trước mặt mọi người, Long gia lại bị mất mặt một lần nữa, biết rất rõ ràng người này chính là người cướp đi tài vật của Long gia, nhưng bọn họ lại không thể lấy ra chứng cứ, cho nên bọn họ cực kỳ tức giận. Hừ. Long Dương cũng hừ lạnh một tiếng. Thật là một đám phế vật, lão phu chỉ là bế quan một đoạn thời gian, đường đường Long gia lại bị một tên nhãi nhép trêu đùa thành dạng này trở thành trò cười cho cả thành Cửu Châu Thiên. Nếu ta mà biết trước ngươi kém cỏi như thế thế này, lúc trước vị trí gia chủ này cũng không để lại cho cho ngươi. Long Ngạo vội vàng thanh minh, "Cha à, cha cũng nhìn thấy đấy, tên Diệp Thiên giật đúng là có chút khó nắm bắt được, hắn thật sự giống như là thiên mệnh chi tử, thậm chí ngay cả ta đều lo lắng lần này hắn sẽ lại được thiên mệnh khí vận bảo bọc, sau đó đại nạn không chết." Cho dù hắn thật là thiên mệnh chi tử, thực lực của hắn vẫn còn rất kém trước thực lực tuyệt đối khí vận gì đều không có chút tác dụng nào ta muốn xem thử hắn làm sao có thể thoát được cái chết ngày hôm nay long dương giải phóng khí thế toàn bộ rừng cây cây lay động rào rào một bên khác dịp thiên vật đang dắt tiểu anh vũ đi về nhà bây giờ thì chỉ cần chờ đợi nữ hoàng cử thiên đến tìm hắn lúc đầu dịp thiên vật định ác vi chát của nàng sau đó nếu như hai ba ngày sau mà vẫn không thấy có tin tức gì thì hắn tại gửi tin nhắn thúc giục các thứ qua uy chát, nhưng bây giờ thì cũng không còn cách nào khác ngoài việc chờ đợi. Ta thích tắm mát cho làn da thơm ngát, là la lá la. Ta thích tắm mát cho làn da thơm ngát, là la lá la. Tiểu Anh Vũ nắm tay Diệp Thiên giật nhún nhảy tung tăng, dọc đường đi vẫn luôn hát đi hát lại một câu như vậy. Mười phút, hai mười phút, nửa giờ. Hử? Diệp Thiên Giật bắt đầu nghi ngờ. Hắn nhớ lúc đi cũng không có đón xe, cũng là đi bộ cùng Tiểu Anh Vũ từ trong nhà đến đế cung, đi chừng 20 phút liền thấy đế cung, cái phương hướng này hẳn là không sai, đáng lý ra hắn đã phải nhìn thấy Tháp Minh Châu gần nhà mình rồi chứ, tại sao không nhìn thấy gì? Chẳng lẽ đi ngược hướng rồi, chủ nhân Papa, Tiểu Anh Vũ đói bụng. Tiểu Anh Vũ lắc lắc cánh tay Diệp Thiên Giật nói với giọng toàn mùi sữa. Bà chị à, Lúc nãy ở yến hội ngươi đã ăn cả buổi tối, thế mà còn kêu đói. Không phải bà chị, ta là tiểu anh vũ. Diệp Thiên giật điểm cái mũi nhỏ của nàng, sau đó nói, về nhà sẽ làm thêm đồ ăn cho ngươi, được chưa? Cảm ơn chủ nhân papa, hi hi ha ha. Nhưng mà vừa đúng lúc này, chung quanh đều là nhà cao tầng, quán nhỏ bên đường, thậm chí còn có lác đác mấy người đi đường, trong nháy mắt biến hóa, biến thành vùng ngoại ô tối tăng u tĩnh, quỷ dị. Cảnh tượng xung quanh đột nhiên thay đổi khiến cho Diệp Thiên Dật chơi giật mình một chút, đồng tử thu nhỏ lại cẩn thận quan sát xung quanh. Đây chính xác đã là nơi hoang vắng không người, chung quanh là các loại rừng cây nhỏ hoang vắng, lá cây rơi trên mặt đất đã dày đến mức tạo thành một lớp thảm lúng cả chân của ngươi. Bên tai là hòa âm các loại tiếng kêu quỷ dị của sinh vật sống về đêm, còn có gió lay động lá cây truyền đến tiếng, sàn sạc. Chẳng trách, chẳng trách hắn đi lâu như vậy mà vẫn không nhìn thấy tháp minh châu vẫn chưa về đến nhà hóa ra nãy giờ hắn đã bị trúng chiêu của người khác nãy giờ đoạn đường hắn đi đều là ảo cảnh thật ra hắn đã đi ra khỏi nội thành của thành cửu châu thiên rồi nãy giờ hắn đi thẳng về phía núi rừng hoang vu chỉ là ảo cảnh khiến cho hắn nghĩ là mình vẫn còn ở trong thành cửu châu thiên còn việc ai là người ra tay với hắn các vị còn không đi ra sao diệp thiên giật nắm chặt tay tiểu anh vũ sau đó lạnh lùng nói một câu. Biết làm sao được, Diệp Thiên giật cũng không phải thần, hắn cũng không có năng lực đặc thù nào để có thể phá cái huyển cảnh này được, cho nên hắn bị trúng chiêu là chuyện rất bình thường, chỉ là hiện tại hệ thống không còn là hệ thống võ thần nhập thân nữa rồi, nữ võ thần lấy được lại là con bé ngốc này, nếu như phải đối mặt với đối thủ quá cường đại, thì Diệp Thiên giật huyền thiên cảnh bát giai căn bản không là gì, hắn có lòng tin có thể đánh được pháp tắc đê giai nhưng người có thể phóng xuất ra huyễn cảnh cấp bậc ảo, đương nhiên cũng không đơn giản chỉ là pháp tắc cảnh, suy. Một tiếng cười nhạo từ trong rừng cây đen nhánh phía trước truyền đến. Xoát xoát xoát, tiếp theo, xung quanh Diệp Thiên Dật xuất hiện bốn người, chặn lại phía sau và hai bên trái phải của hắn, còn phía trước mặt có hai người chậm rãi đi ra, đi tới trước mặt Diệp Thiên Dật. Nhìn thấy bọn họ, Diệp Thiên Dật cũng không có đoán sai, quả nhiên là Long Gia. Đệt, sớm biết thế lúc trên đại điện đã giết chết cái tên long ngạo này luôn rồi, nhưng nói thì nói thế thôi, chứ cho dù có giết chết hắn thật, thì cái lão già long dương kia vẫn sẽ động thủ với hắn mà thôi. Diệp thiên giật, lừa gạt long gia ta, hại long gia ta mất hết mặt mũi trước mặt tất cả mọi người, thậm chí còn đoạt chí bảo của long gia ta nữa, đây đều là ngươi gieo gió gặt bão. Long ngạo chắp tay sau lưng lạnh lùng nhìn chầm chầm Diệp thiên giật, khí thế mạnh mẽ, hoàn toàn không có dáng vẻ cúi đầu vì mạng sống giống như lúc vừa nãy ở trong đại điện. Ta khoan chưa nói những cái khác, trên đại điện ta cũng coi như đã cứu ngươi một mạng, ngươi định vong ân phụ nghĩa sao? Diệp Thiên giật lường Long Ngạo một cái. Long Ngạo không có trả lời, mà chỉ nói, giao bảo vật của Long Gia ta ra đây. Diệp Thiên giật duỗi tay ra, sau đó Long Ấn xuất hiện ở lòng bàn tay. Là cái này sao? Diệp Thiên giật hỏi. Long Dương và Long Ngạo nhìn thấy Long Ấn hai mắt sáng lên. Nhanh, đưa đây. Diệp Thiên Dật không chút do dự ném Long Ấn sang. Có đôi khi bảo vật mặc dù quan trọng, nhưng mạng sống càng quan trọng hơn, thời gian đình chỉ. Ngay lúc Diệp Thiên Dật ném đồ sang, lực chú ý tại của bọn họ đều tập trung hết lên Long Ấn, Diệp Thiên Dật dùng thời gian đình chỉ, sau đó móc ra một lá bùa từ trong ngực. Đây là bùa lấy của gia các thanh thiên. Không gian khiêu dược. Ngay sau đó, Diệp Thiên Giật muốn sử dụng lá đùa. Nhưng ngay tại thời điểm lực lượng vừa mới muốn bộc phát, bóng dáng của Long Dương đã xuất hiện ở trước mặt Diệp Thiên Giật, một quyền đánh về phía Diệp Thiên Giật, con ngươi Diệp Thiên Giật đột nhiên co rụt lại, hủy bỏ lực lượng, vội vàng nảy giật lùi về phía sau. Thời gian đình chỉ đương nhiên rất lợi hại, thế nhưng mà hiệu quả cũng tùy từng người. Diệp Thiên Dật ở huyền thiên cảnh thả ra thời gian đình chỉ đối với cường giả thiên tôn thậm chí thánh quân cảnh hữu dụng được bao nhiêu, hắn chỉ là muốn tranh thủ một ít thời gian, nhưng mà người này thực lực quá mạnh, thời gian không. Năm giây Diệp Thiên vật cũng không kịp làm gì, tên nhóc con xảo trá. Long Dương chấp tay sau lưng lạnh lùng nhìn Diệp Thiên vật, mà phía sau Long Ngạo đã bắt được Long Ấn. Cha, đừng phí lời với hắn nữa, phòng ngừa đêm dài lắm mộng, giải quyết nhanh gọn đi thôi. Long Ngạo nói. Ngươi ở đó tru tréo cái gì? Diệp Thiên vật đứng dậy chỉ tay vào Long Ngạo chửi ầm lên ngươi tìm chết. Ta cũng đâu có tìm ngươi. Lão tử dẫm một phát chết con mẹ nó nhà ngươi bây giờ, lãi nhà lãi nhãi. Long ngạo. Đậu xanh rau má, chờ đấy. Diệp thiên giật hôm nay nhất định phải chết, hắn muốn khiến tên khốn này chết không có chỗ chôn, muốn chết. Long dương lạnh lùng hừ một tiếng, quả thật hắn cũng sợ đêm dài lắm mộng, cho nên cũng không nhiều lời nữa, khí thế kinh khủng đến mức diệp thiên giật căn bản không thể chống cự được bạo phát ra chủ nhân papa. Tiểu anh Vũ yếu ớt trốn ở sau lưng Diệp Thiên Dật. A a a a Ngươi là nữ võ thần cơ mà, gặp được loại chuyện này sao ngươi lại nhát như cái thế, mạnh mẽ lên coi, Diệp Thiên Dật muốn khóc quá, lôi đình vạn quân chú. Diệp Thiên Dật lấy ra một lá bùa màu xanh lam, sau đó ném ra trước mặt mình. Rầm rầm rầm, trong chốc lát, trên trời đánh xuống vô số lôi đình, bao phủ vây long dương ở trong sấm sét. Đi. Diệp Thiên Giật một lần nữa lấy ra lá bùa không gian khiêu dược. Ngươi quên là còn bản tôn nữa sao? Bóng dáng long ngạo xuất hiện ở trước mặt Diệp Thiên Giật. Xoẹt, lá bùa kia bị hắn xe rách, đây là cái cuối cùng đấy. Hắn chỉ có hai cái thôi, đẹp cái con mợ nhà ngươi. Ép ta sao? Thẻ vương bác vương bác. Rơi vào tuyệt cảnh, đột nhiên Diệp Thiên Giật nghĩ đến thương thành trong hệ thống của mình, sử dụng trực tiếp sử dụng năm tấm thẻ vương bát vương bát, trong nháy mắt, long ngạo đang xông tới và bốn người đang bao vây xung quanh hắn bị bao trùm bởi một làn sương mù, sau đó biến thành năm con rùa nhỏ rơi xuống mặt đất, tên long ngạo còn chổng vó lên trời không lật lại được. Diệp Thiên giật thuận tay lại ném ra mười mấy lá bùa lôi đình lên người tên Long Dương bên kia. Tiểu Anh Vũ, bắt bốn tên tinh trùng lên não bên kia tới đây cho ta. Hả? À dạ. Tiểu Anh Vũ tung tăng chạy tới, sau đó mang mấy con rùa về ném xuống trước mặt Diệp Thiên Dật. Mẹ nó! Dẫm chết nó cho ta! Sau đó Diệp Thiên Dật hung hăng đạp 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 lên mấy con rùa kia. Mé có chứ! Cậy mình trâu bò bắt nạt ta à! Tưởng lão tử không có biện pháp đúng không? Lão tử dẫm chết con mẹ nó đám các ngươi luôn. Tiểu Anh Vũ có chút ngớ người, nhưng nàng cũng không có nghĩ gì nhiều, sau đó nàng học theo Diệp Thiên Dật không ngừng đạp 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 lên mấy con rùa. Thẻ vương bác vương bác có thể biến một người ở bất kỳ cảnh giới nào thành con rùa, nhưng khi người kia biến thành con rùa thì thể phách vẫn bảo trì nguyên bản cảnh giới, nên tên Long Ngạo làm là thiên tôn cảnh, thể phách cũng không dễ dàng bị dẫm chết như vậy. Diệp Thiên giật đương nhiên cũng biết điều này, chỉ là muốn dẫm cho hả giận mà thôi, đạp chừng 30 giây, Diệp Thiên giật khẽ vương tay, cầm thần kiếm mãn thiên tinh trong tay, sau đó thuận tay lại ném ra mười mấy lá bùa lôi đình lên người Long Dương. Phục mãn thiên tinh một kiếm trực tiếp đâm xuyên qua một con rùa, bốn cái chân lắc lư lắc lư mấy cái rồi không còn động đậy nữa. Sau đó lại là một kiếm. Một kiếm. Bốn kiếm, bốn con rùa đều đã chết, còn con cuối cùng, kịch diệp thiên giật đâm mãn thiên tinh xuống, lại phát ra một tiếng như là sắt thép va chạm vào nhau. Nhìn ra đây chính là cái tên long ngạo kia. Thể phách mạnh, chém chết ngươi. a à, a à, a à, a à, a. À. Sau đó Diệp Thiên Dật cầm kiếm đâm liên hồi lên người tên Long Ngạo kia. Đâu xanh rau má? Ngươi có giỏi thì đừng có mà rụt đầu vào. Diệp Thiên Dật không giết được hắn, phải phá được mai rùa ra thì mới có thể giết chết hắn được. Hắn cứ rút đầu vào trốn ở trong mai, Diệp Thiên Dật cũng không làm gì được hắn. Một phút trôi qua, trước mắt lóe lên ánh sáng, năm con rùa biến thành năm người nằm trên mặt đất, bốn người thì trên ngực bị xuyên thủng đã chết thẳng cẳng còn có một người toàn thân dính đầy máu, trên người có nhiều vết thương bị kiếm chém, gục ở đó thở thoi thóp. Dẫn hả, ngươi cho dù là thiên tôn cảnh, nhưng ngươi thử để một tên võ giả huyền thiên cảnh cầm thần khí chặt trên người ngươi xem, ngươi có thể đỡ nổi không, đáng tiếc, nếu mà hắn không rụt đầu vào trong mai, Diệp Thiên giật hẳn là có thể chém đứt đầu giết chết hắn luôn rồi. Long ngạo gục ở chỗ này mở to mắt một mặt ngu ngơ, vừa nãy. Đã xảy ra chuyện gì thế, A a a. Tên khốn. Hậu Phương rít lên một tiếng truyền đến. Diệp Thiên giật nhanh chóng mang theo tiểu anh Vũ đi tới cạnh Long Ngạo đã mất đi năng lực hành động, đến lúc Long Dương một mặt đen thui từ trong lôi đình chạy tới, hắn không dám tin nhìn vào một màn trước mặt mình, xảy ra chuyện gì, đứa con trai thiên tôn cảnh của mình, bốn tên thủ hạ lĩnh vực cảnh của mình sao lại nằm ngay đơ cả ra thế này, mà mãn thiên tinh trong tay Diệp Thiên giật đang đặt trên cổ Long Ngạo. Ngươi dám Long Dương cắn răng nghiến lợi căm tức nhìn Diệp Thiên Dật. Rất không thể tin được. Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, Diệp Thiên Dật nhìn Long Dương rồi nhếch miệng cười một tiếng. Gào cái rắm, gào đi, ngươi lại gào đi. Gào cái rắm, gào đi, ngươi lại gào đi. Tiểu Anh Vũ đứng bên cạnh Diệp Thiên Dật chỉ vào Long Dương dùng giọng nói non nớt của mình nhại lại Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật. Thôi bỏ đi, nàng căn bản cũng không hiểu mấy từ này có ý gì. Ngươi lại gào một cái nữa xem nào. Ngươi lại gào một cái nữa xem nào. Hừ. Tiểu anh vũ lại nhại theo dịp thiên giật. Vô cùng nhục nhã. Vô cùng nhục nhã, Long Dương nghiến răng nghiến lợi. Mẹ nó chứ. Mẹ nó chứ. Tiểu anh vũ lại nhại tiếp. Diệp thiên giật thật muốn khóc quá, bà chị ơi, ngươi đừng có mà học theo đấy nhá đu ma đồ đần đồ đàn dịp thiên vật xoẹt ngay sau đó dịp thiên vật không chút do dự một kiếm cứa đứt cổ tên long ngạo kia không không hai mắt long dương đỏ bừng ngửa mặt lên trời gào thét đây tuyệt đối là chuyện mà cả đời này hắn cũng không thể tưởng tượng được nổi bốn lĩnh vực một thiên tôn hắn chỉ bị lôi đình vây khốn một phút mà thôi làm sao bọn họ lại đều bị giết hết thế này mẹ nó chứ Diệp Thiên giật còn chưa kịp nói, Tiểu Anh Vũ đã chỉ vào Diệp Thiên giật lại hô một câu. Diệp Thiên giật. chết hết đi, đi chết hết cho bản tôn. Lại đến, thể vương bác vương bác. Sau đó Long Dương đang xông tới ngay lập tức biến thành một con con rùa rơi cái bịch xuống mặt đất. Tiểu Anh Vũ, xông lên. Xông lên. Sau đó hai người chạy tới. Bịch bịch bịch, con rùa đáng thương bị hai người dẫm đến mức hoài nghi nhân sinh, nó đang ở đâu nó là ai nó đang làm cái gì cô nhóc này mà đi theo dịp thiên dật một thời gian nữa chắc sẽ học thành thói xấu mất thôi ngay lúc sắp hết thời gian một phút dịp thiên dật lại đổi một thẻ vương bác vương bác nữa tiểu gia ta đêm nay đã kiếm được hẳn mấy triệu giá trị cùng ngạo một thẻ vương bác vương bác chỉ có một triệu giá trị cùng ngạo ngươi là thánh quân cảnh chứ gì ta biến ngươi thành con rùa dẫm ngươi một giờ xem ngươi có chết hay không Tin đã sử dụng thẻ đối với mục tiêu, trong một ngày không được sử dụng lặp lại nữa. Diệp Thiên Dật Ngớ luôn, Diệp Thiên Dật ngớ hết cả người khi nghe thông báo của hệ thống, động tác dưới chân cũng ngừng lại, nhưng Tiểu Anh Vũ vẫn còn rất chăm chỉ cần mẫn dẫm dẫm lên con rùa, hoàn toàn không cảm giác được nguy hiểm, còn tưởng rằng Diệp Thiên Dật đang chơi trò chơi cùng với nàng. A a a a a. Cái này thẻ một ngày chỉ có thể dùng một lần đối với một người, ngươi không thể ghi chú một cái ở trong thương thành được xoa ngươi ghi chú một chút thì chết người à đừng đạp nữa đi nhanh thôi dịp thiên dật ôm lấy tiểu anh vũ sau đó triển khai thuộc tính phong mau chóng chạy về phía xa lần này không có bùa không gian khiêu dược nữa nếu không thì hẳn là có thể chuyển nguy thành an mà bây giờ chủ yếu là bị hệ thống này trô chết rồi nếu không thì sau khi dịp thiên dật biến hắn thành con rùa một phút thời gian hẳn là cũng đủ thời gian cho hắn chạy trốn. Bây giờ đạp hắn hết 50 giây rồi, chỉ còn có 10 giây, hắn chạy cái quần què ấy. Long Dương trên mặt đất biến thành người. Hắn rất ngơ ngác. một phút vừa qua hắn cảm giác trước mắt mình tối tăm hết cả, không còn chút sức nào, sau đó cảm giác được trên người bị dẫm đạp điên cuồng. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng không quan trọng, hắn nhất định phải giết bọn hắn. Long Dương nhìn thoáng qua thi thể con trai mình, gào thét một tiếng, sau đó phóng thần thức ra, cảm nhận được khí tức của Diệp Thiên Dật, bóng dáng lóe lên, tên khốn kiếp vô sĩ, nạp mạng đi. Trong nháy mắt Long Dương đã đi tới Diệp Thiên Dật sau lưng, một quyền kinh khủng đánh về phía Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật nghi người một cái, sau đó ném Tiểu Anh Vũ ra ngoài. Một ngay sau đó, Diệp Thiên Dật cũng bị đánh bay ra ngoài. Phốc phun ra một nguồn máu tươi, chỉ dưới uy áp của thánh quân cảnh cũng đủ để chém giết hắn vạn lần. Ui da! Đau quá nha! Tiểu Anh Vũ từ dưới đất bò dậy, phủi phủi mái tóc dính đầy lá cây, sau đó co quắp ngồi ở chỗ đó, mê man nhìn sang bên cạnh. Chủ! Chủ nhân Papa! Tiểu Anh Vũ nhìn thấy Diệp Thiên giật máu me khắp người nằm tại cách đó không xa, thì vội vàng bò tới. Chủ nhân Papa! Tiểu Anh Vũ không ngừng lắc lắc Diệp Thiên giật đừng lắc đau diệp thiên giật thần trí có chút không thanh tĩnh một kích này mặc dù không có đánh trúng người hắn nhưng uy lực cũng rất khủng bố may mắn hắn là huyền thiên cảnh bát giai mà lại dùng qua linh vật thiên địa bằng không thì chỉ sợ đã bị đánh chết rồi nhưng mà bây giờ làm sao bây giờ hắn hết cách rồi hắn thật sự đã hết cách rồi chủ nhân papa Tiểu Anh Vũ tức giận đứng lên, sau đó chỉ vào Long Dương. Cái tên ngốc kia. Diệp Thiên Dật. Ặc. À. Ngốc quá đi, trời ơi ngốc chết đi được, mỗi ngày cho ngươi ăn nhiều cơm như vậy, ngươi là tới để tỏ ra đáng yêu đấy hử, ngươi biết đồ ngốc là cái gì không mà đứng đó gào hử, a a a a a, nữ võ thần gì mà ngốc vậy trời. Trả lại nữ võ thần chân dài cho hắn đười ai hai, tuyệt vọng. Lúc này càng tuyệt vọng hơn tên khốn, tiểu anh vũ đánh chết ngươi. Sau đó tiểu anh vũ chạy về phía Long Dương, không ngừng dùng đôi bàn tay trắng như phấn nhỏ xíu của mình đánh lên người hắn. Long Dương đứng ở đó không nhúc nhích, không thèm nhìn con bé ngốc này một cái nào. Diệp Thiên giật. a a a a a phốc, Diệp Thiên giật phun ra một nguồn máu nữa. Tức giận, đây là hắn bị tức học máu đó. Chủ nhân Papa Nhìn thấy Diệp Thiên giật lại phun một nguồn máu nữa, Tốc độ đánh của tiểu anh vũ lại chậm lại, đôi mắt to tròn lập tức đỏ lên. Chủ nhân papa. Tiểu anh vũ lại chạy về phía diệp thiên giật, không ngừng lay lay người hắn. Long Dương đã dùng ánh mắt như nhìn như người chết nhìn hai người bọn họ. Lần này, để ta xem thử ngươi còn chạy bằng đường nào, tiểu anh vũ hốc mắt đỏ bừng. Tên khốn, tên xấu xa. Tiểu anh vũ đứng dậy lại chạy về phía Long Dương, Diệp Thiên Dật mở to mắt, hắn muốn gọi tiểu anh vũ quay lại nhưng cũng không còn sức để nói ra được nữa trên người hắn có rất nhiều bảo bối thế nhưng khi đối mặt loại cấp bậc này diệp thiên giật cũng không thể làm gì trừ phi bây giờ hắn lại có hệ thống võ thần nhập thân tiểu diệp thiên giật cố gắng hết sức đứng dậy nhìn về phía trước sau đó lại nhìn thấy tiểu anh vũ giống hệt trước đó nhào về phía long dương long dương kia vẫn như cũ không thèm để ý tiểu anh vũ nhưng mà bụt lần này lúc đôi bàn trắng trẻo tay yếu ớt vô lực rơi vào trên người Long Dương, Diệp Thiên giật lờ mờ nghe được âm thanh xương sườn vỡ vụn, sau đó cả người của hắn giống như bị một cổ lực lượng không cách nào tưởng tượng nổi đánh trúng, sau đó bay nhanh ra ngoài, đụng gãy mấy chục cái cây, tất cả hòn đá dọc đường hắn bay đi. Diệp Thiên giật Người xấu Khi dễ chủ nhân Papa Người xấu Quanh người tiểu anh vũ được bao bọc bởi hào quang màu phấn hồng, sau đó tức giận hô một tiếng bằng chất giọng trẻ con của mình, ngay sau đó, ánh sáng màu hồng phấn kia lấp lóe sáng lên, làm Diệp Thiên giật chói hết cả mắt, lúc Diệp Thiên giật mở mắt ra, hắn há to miệng. Thân hình vốn là tiểu lô ly của tiểu anh Vũ, giờ phút này biến thành một cô gái xinh đẹp mặc bộ đồ cao quý, chiếc váy ngắn đến đùi để lộ đôi chân dài miên man, nàng để chân trần, đứng trong hư không, quanh người có hào quang màu hồng phấn bao bọc, mái tóc màu trắng mềm mại như thác nước đang bay bay theo gió dung nhan tuyệt mỹ không người nào có thể tưởng tượng nổi, đây chắc hẳn là dáng vẻ của tiểu anh vũ sau khi lớn lên, quá. Quá xinh đẹp, đây mới là dáng vẻ của nữ võ thần trong mơ của Diệp Thiên Dật chứ, thế nhưng mà. Sao lại có thể như vậy được, cao quý, ưu nhã đến mức ngươi căn bản không thể tưởng tượng được người Anip và cô bé ngốc nghếch trước đó là một người. Ngươi nghỉ ngơi trước, còn lại cứ giao cho ta. Cô gái nhìn qua Diệp Thiên Dật đang nằm gục dưới mặt đất một cái, giọng nói hoàn toàn không giống với giọng nói của cô bé ngốc ban đầu, mà giọng nói này. Linh hoạt kỳ ảo phản phất mang theo tiếng vọng, mà lại hoàn toàn lạnh lùng giống giọng nói và thái độ của mấy chị đại, chính là kiểu giọng nói của chị đại khiến cho mấy tên con trai vừa nghe đã chạy té khói không dám lại gần, giọng nói của nữ hoàng cũng vậy, chỉ là cô gái này nói chuyện còn có một loại tiếng vọng nữa đã lạnh lùng lại còn nói kiểu như thế nữa cho nên vẫn rất khác biệt, đây là nhỏ ngốc nhà mình sao, hoàn toàn không giống một tí nào. Đây chính là một người khác hoàn toàn mà, xíu ngay sau đó, thân ảnh của nàng biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở trước mặt Long Dương vừa mới bò dậy. Bụt đôi bàn tay nhỏ yếu trắng như phấn đánh thẳng vào mặt Long Dương một cái, một quyền kia, đánh mạnh đến mẹ hắn cũng không đỡ được, bịch 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 Long Dương bị đánh bay ra ngoài, văng ra xa mấy chục mét, máu tươi cũng phun ra chừng ấy quãng đường, trụng hết cả răng. Bụt 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 dịp thiên giật. Nói thật, Diệp Thiên Dật đều đã có tâm lý chờ chết rồi, hệ thống này nếu như không kích phát kịp thời giống lần trước đánh nhau với thần tiên tỷ tỷ, hắn chỉ có thể chờ chết mà thôi, nhưng mà một màn này lại khiến cho Diệp Thiên Dật không thể ngờ được. Phía xa, ánh sáng màu trắng đột nhiên lấp lóe, sau đó phát ra một tiếng vang lớn, toàn bộ mặt đất rung động, thân thể Diệp Thiên Dật nằm ở nơi đó hơi nhúc nhích một chút. Lại sau đó, tất cả mọi thứ xung quanh đều rơi vào im lặng sạc sạc sạc. Diệp Thiên Dật nghe được âm thanh dẫm lá cây bên tai, sau đó hắn quay đầu lại, nhìn thấy một đôi chân trắng nõn đứng ở bên cạnh hắn, dẫm trên mặt đất. Thật trắng nha. Nữ tử ngẩng đầu, một cỗ lực lượng màu trắng ngà tiến vào người Diệp Thiên Dật, sau đó Diệp Thiên Dật cảm nhận được thương thế của mình đang dần dần khôi phục. Ngay sau đó, bên người lóe ra hào quang màu phấn hồng. Diệp Thiên Dật vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy bé ngốc kia đang ngã xuống đầu hướng xuống. Sau đó cả người chậm rãi ngã xuống. Ui da! Đau quá đau quá đau quá! Sau đó tiểu anh Vũ đứng lên xoa xoa cái đầu nhỏ của mình, trong đôi mắt to tròn rưng rưng nước mắt. Diệp thiên giật! a a a a a nữ thần chân dài của ta đâu? Nàng đâu rồi? Làm sao lại biến thành bé ngốc lại rồi? a a a a Sau đó nàng nhìn về phía Diệp thiên giật. Chủ nhân papa, ngươi không sao chứ. Tiểu Anh Vũ vội vàng quỳ gối xuống bên cạnh Diệp Thiên Dật lay lay người Diệp Thiên Dật. Ui da! Diệp Thiên Dật bị nàng lay một cái, toàn thân lại đau. Chủ nhân papa ngươi đừng dọa Tiểu Anh Vũ. Ui da! Chủ nhân ba! Bà chị à, xin ngươi đấy, đừng lay nữa, xin ngươi. Diệp Thiên Dật khóc không ra nước mắt nói. Hử! Tiểu Anh Vũ nghiêng cái đầu nhỏ, đôi mắt to tròn đỏ ngầu nàng không nhớ ra được vừa nãy đã xảy ra chuyện gì nàng chỉ có cảm giác một phút vừa nãy nàng không có ký ức hu 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 chủ nhân papa không sao là tốt rồi hù chết tiểu anh vũ rồi sau đó tiểu anh vũ nhào vào lòng dịp thiên dật ui da khụ 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 dịp thiên dật thực tình là đã ổn rồi nhưng bị bé ngốc này dày vò thế này nói không chừng lại thật có chuyện nữa khoan đã Bé ngốc. Ngươi ngồi dậy đi đã, ta dưỡng thương một chút đã. Diệp Thiên giật vội vàng nói. À, à dạ. Tiểu Anh Vũ vội vàng đứng dậy, sau đó lấy tay quệt nước mắt. Nước mũi xong lại thuận lúc bò dậy chùi chùi vào quần áo Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật ngồi dậy, sau đó lấy ra đang dược thất giai lúc trước thần tiên tỷ tỷ cho hắn, thiên mệnh đang thánh phẩm, đây tuyệt đối là cực phẩm đang dược trị thương, đang dược vào bụng, hóa thành dòng khí ấm tràn ngập toàn thân Diệp Thiên Dật, sau đó Diệp Thiên Dật bắt đầu điều khí dưỡng thương, Tiểu Anh Vũ ở bên cạnh chạy tới chạy lui, nàng đang làm gì? Nàng đi hái quả. Bóng dáng nhỏ nhắn của nàng cứ chậm ung dung bò lên trên một cái cây, cứ leo đến một nửa lại ngã xuống, sau đó lại đứng lên tiếp tục trèo. Phù. Không biết qua bao lâu, Diệp Thiên Dật mở mắt ra. Thương thế nặng như vậy đại khái cũng đã khôi phục được bốn phần rồi, không có cách nào khác, cho dù có đang dược cấp bậc cao thế này cũng cũng chỉ có thể chưa trị được như thế, bởi vì hắn bị thương cũng thật sự không nhẹ. một bàn tay bẩn thiểu thò ra trước mặt Diệp Thiên Vật, cho chủ nhân Papa nè. Tiểu Anh Vũ đưa cho Diệp Thiên Vật một quả gì đó màu đỏ rực. Diệp Thiên Vật nhìn nàng một cái, tóc tai bù xù, khuôn mặt nhỏ bẩn thiểu, giày thì không biết đã rơi đâu mất một chiếc, trên bàn chân có một ít vết thương nhỏ vừa nhìn đã cực kỳ đau lòng. Diệp Thiên giật thở dài một hơi. Mặc dù vừa nãy nữ võ thân chân dài kia quả thật rất xinh đẹp, nhưng kỳ thật bé ngốc này cũng không tệ. Nhưng mà các nàng dường như là cũng một người, nhưng lại cũng không giống như là một người. Rất quái lạ. Ngươi ăn đi. Diệp Thiên giật đưa tay xoa xoa đầu của bé ngốc. À, vẫn còn nè, tiểu anh Vũ đã ăn no lắm rồi. Sau đó tiểu anh vũ thả cái áo đang túng lại ra, chừng 10 quả lăn xuống dưới, Diệp Thiên giật lại nhìn, bên cạnh có mấy chục cái hộp. Diệp Thiên giật. a a a a Vừa nãy xém chút bị bé ngốc này làm cho cảm động muốn rớt nước mắt. Trong chớp mắt lại ôm một cục tức rồi. Không ăn. Diệp Thiên giật đứng dậy quay lưng bỏ đi. Chủ nhân papa ăn đi mà, ngọc lắm đó. Tiểu Anh Vũ đuổi kịp Diệp Thiên Giật vừa cắn quả vừa nói. Đi đi đi. Diệp Thiên giật liếc mắt. Vẫn thích nữ võ thần chân dài tới nách hơn. Đột nhiên Diệp Thiên giật nghĩ tới điều gì. Ngươi chờ một chút. Diệp Thiên giật nhìn tiểu anh Vũ Nhu Thuận trước mặt mình, sau đó khẽ động ý niệm, phóng thích ra phép tạo hóa, trên chân của nàng có rất nhiều vết thương, phép tạo hóa có thể sáng tạo thân thể hoàn hảo, thì dị bản cũng có thể dùng để chữa trị được đúng không nào, quả nhiên sau khi diệp thiên giật phóng thích phép tạo hóa, những vết thương trên chân nàng biến mất trong nháy mắt. Đệt! lại phát hiện thêm một công dụng mới của phép tạo hóa này rồi. sau đó diệp thiên giật lại dùng linh lực còn lại khôi phục thương thế của mình. đại khái khôi phục được sáu phần, nhưng đã thoải mái hơn nhiều. đã hết đau rồi nè. tiểu anh vũ cúi đầu nhìn nhìn chân nhỏ mình. tới đây ta cổng ngươi về nhà. diệp thiên giật nói thích quá thích quá sau đó tiểu anh vũ nhảy lên cổ diệp thiên dật diệp thiên dật ạch à. cái đồ không có lương tâm ngươi không thể nói một câu đau lòng hắn không cho hắn cổng hay sao diệp thiên dật cũng không dám quay lại chỗ khi nảy nữa mặc dù nơi đó có một cái long ấn lợi hại hiệu quả cụ thể thì diệp thiên dật cũng không biết nhưng hắn sợ quay lại chỗ đó nhỡ may lại gặp phải người của long gia vậy hắn sẽ chết chắc về đến nhà cửa vừa mở ra, Diệp Thiên Dật đã nhìn thấy Thi Gia Nhất, Họa Thủy, Bạch Hàng Tuyết và Mộ Thiên Tuyết đang ngồi chơi rít mang, cũng không biết là ai dạy các nàng chơi, mấy cô gái đồng loạt nhìn về phía Diệp Thiên Dật, sau đó ai nấy đều giật nảy mình, rít mang, một trò chơi điện tử, quy tắc chơi tương tự trò cá ngựa. Diệp Thiên Dật biểu thị đêm nay hắn bị thương, hắn muốn sang ngủ cùng với Tiểu Hàng Tuyết để được an ủi trái tim mong manh nhỏ bé, ừm. Nhất định phải nói thế mới được chắc hẳn tiểu hàng tuyết nhìn thấy mình bị thương sẽ mềm lòng đồng ý he 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 các nàng vội vàng đứng dậy chạy tới đỡ dịp thiên vật chuyện gì xảy ra hắn không phải đi tham gia yến hội của nữ hoàng sao làm sao lại bị thương tè lè hột me thế này chẳng lẽ hắn đi sờ mó gì nữ hoàng rồi hả không đúng không đúng hắn mà dám làm thế thì giờ phút này chắc là đã đến tây thiên rồi chứ không còn ở đây chẳng lẽ sờ những người khác rồi biết làm sao được Hình tượng của Diệp Thiên Dật chính là như thế, cũng không trách các nàng nghĩ như vậy được. Chủ nhân Papa bị người xấu khi dễ, nhưng sau đó chủ nhân Papa siêu cấp siêu cấp lợi hại đã đánh bại người xấu rồi. Tiểu Anh Vũ đứng ở bên cạnh Diệp Thiên Dật học theo dáng vẻ của Diệp Thiên Dật vung đôi bàn tay trắng như phấn lên nói. Nhưng thật ra là nàng đánh bại mà. Chỉ là nàng không nhớ mà thôi, nàng tưởng rằng chủ nhân Papa cực kỳ lợi hại của mình đã đánh bại hắn chứ. Chuyện gì xảy ra? Ngươi không sao chứ? Sự lo lắng trên mặt bạch hàng tuyết là không thể che giấu được, nàng thật sự đang lo lắng cho Diệp Thiên Dật. Độ hảo cảm của nàng với Diệp Thiên Dật hiện tại cũng không thấp, và nàng thật sự đã xem Diệp Thiên Dật là bạn trai của nàng rồi, mà lại còn là kiểu cảm giác đã ngầm coi hắn là người mà mình sẽ sống cùng cả đời rồi, bởi vì Diệp Thiên Dật như hiện tại khiến nàng thật sự rất hài lòng. Bất luận là cô gái nào cũng sẽ thích những người đàn ông ưu tú, Diệp Thiên Dật quả thật cực kỳ ưu tú, mà lại còn đẹp trai như thế nữa, mặc dù trước đó hắn thật sự là một trai nam, nhưng vừa vặn bởi vì Bạch Hàng Tuyết biết hắn trước kia là người như thế nào, mà bây giờ lại như thế nào, nàng cảm thấy sự thay đổi của Diệp Thiên Dật là vô cùng lớn, cho nên nàng mới càng thêm có hảo cảm với Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật lắc đầu, chỉ là bị mấy cái tên âm hiểm xảo trá ám toán mà thôi, khụ khụ khụ. Sau đó Diệp Thiên Dật làm bộ ho khan vài tiếng mặc dù bây giờ thương thế vẫn còn nhưng đợi linh lực khôi phục có thể tiếp tục sử dụng phép tạo hóa để chữa trị tiếp còn việc vì cái quần què gì hắn lại cứ phải giả vờ giả việc ho khụ khụ thì ha ha đến lúc đó bạch hàng tuyết thấy mình bị thương nặng sau đó hắn nói muốn ngủ cùng với nàng để được an ủi một chút nàng sẽ không nỡ cự tuyệt hắn ta giúp ngươi trị liệu mộ thiên tuyết đi lên phía trước một bước ấy 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 không cần không cần đâu Diệp Thiên Giật vội vàng lắc đầu. Hử! Mộ Thiên Tuyết rất khó hiểu nhìn Diệp Thiên Giật. Nè, đầu óc ngươi bị đánh hỏng rồi à? Mộ tỷ tỷ giúp ngươi trị liệu sao ngươi còn không đồng ý? Thi gia nhất cũng ngơ ngác hỏi. Tên này bị đánh ngốc luôn rồi à, làm gì có ai bị thương lại không cho trị liệu? Chẳng lẽ tên này lại có đam mê bị ngược à, Diệp Thiên Giật biểu thị mình thật là khổ mà, vì muốn thân cận với tiểu hàng tuyết một chút mà hắn phải nghĩ trăm phương ngàn kế. Sau đó Diệp Thiên giật vội ho một tiếng giải thích, ta đã trị liệu rồi, là dùng đan dược chữa thương thất giai, cho nên còn lại chỉ có thể chờ đợi khôi phục dần dần thôi, chẳng lẽ thần tiên tỷ tỷ có thể giúp ta trực tiếp chữa khỏi sao? Mộ thiên tuyết lắc đầu, không thể. Nàng hẳn là có thể sẽ giúp hắn chữa khỏi hai ba phần nữa, đó cũng là tiếp cận với khỏi hẳn rồi, nhưng mà nhìn ánh mắt Diệp Thiên Dật, mộ thiên tuyết lờ mờ thấy được một tia khát vọng khát vọng không được chữa trị sau đó nàng cũng không nói thêm gì nữa dù sao cũng không chết được cũng không biết hắn là nghĩ cái gì trong đầu vậy ta chậm rãi dưỡng thương thôi ăn ngon một chút là được rồi diệp thiên giật nói được thôi mộ thiên tuyết cũng không nói thêm gì ai làm thi gia nhất hỏi có khi nào là trong khoảng thời gian này ngươi lại đi chọc vào đại gia tộc nào đó nên bị người ta đánh đúng không? Họa thủy nói. Bạch hàng tuyết. Thi gia nhất. Có thể, rất có thể là khả năng này. Này này này, ta đã hoàng lương rồi nghe chưa? Ta thật sự không phải tên cặn bã trước kia nữa. Ai mà biết được. Diệp thiên giật lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Bạch hàng tuyết đỡ diệp thiên giật ngồi xuống ghế sofa, sau đó Diệp Thiên Giật nói, xem như cái đại gia tộc đi, trên yến hội bị ta làm mất mặt, sau đó thẹn quá hóa giận muốn giết chết ta, đáng tiếc, ta đây phong lưu phóng khoáng, tuấn tú lịch sự, khí độ bất phàm, anh tuấn tiêu sái. Há lại dễ dàng chết như vậy. Mộ Thiên Tuyết thản nhiên nói, ta đi giết bọn họ giúp ngươi nhé. Diệp Thiên Giật Định mệnh Thần tiên tỷ tỷ đúng là ngầu mà. Quá bá đạo rồi một lời không hợp trực tiếp giết. Không cần không cần đâu, hẳn là không có chuyện gì nữa đâu, yên tâm đi, có việc gì ta sẽ nói. Diệp Thiên giật nói. Mộ Thiên Tuyết khẽ gật đầu, sau đó không nói thêm gì nữa trở về phòng nghỉ ngơi. Không phải ngươi đã nói sẽ không gây chuyện nữa sao? Thi gia nhất chọc chọc ngực Diệp Thiên giật rồi nhịn không được cười lên. Nhẹ tay thôi. Diệp Thiên giật trừng Thi gia nhất một cái, Thi gia nhất cũng không sợ mà trừng lại nói thật nàng cũng rất lo lắng dịp thiên dật ở thành cửu châu thiên bị người đánh còn bị thương nặng thế này nữa bạch hàng tuyết thì biểu hiện sự quan tâm ra ngoài còn thi gia nhất mặc dù nhìn như không có chuyện gì lại cà lơ phất phơ như thế nhưng mà nàng đương nhiên là cũng có quan tâm hắn nhưng do tính cách khác biệt nên cách biểu hiện sự quan tâm cũng có chút khác biệt ta cũng không muốn gây chuyện ngươi thử hỏi tiểu anh vũ mà xem là ta chủ động gây chuyện sao tiểu anh vũ chớp chớp đôi mắt to tròn sau đó lắc lắc cái đầu nhỏ thế thương thế của ngươi thật không có vấn đề gì chứ bạch hàn tuyết quan tâm hỏi không có việc gì chỉ còn lại chút nội thương chỉ là khụ 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 chắc là cũng cần có người chăm sóc một chút thi gia nhất nín cười đã hiểu đã hiểu rồi mé đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà tiện nhân vẫn là tiện nhân như cũ thôi bỏ đi nhìn hắn cũng không dễ dàng gì, nên không vạch trần hắn nữa. Họa thủy, chúng ta cũng đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai bản tiên nữ còn phải đi học viện cửu châu thánh nhận chức nữa. Thi gia nhất duỗi lưng một cái. Được. Họa thủy nhìn Diệp Thiên giật một chút sau đó gật gật đầu. Thi bảo bối, ngươi đi làm giáo viên à. Thi gia nhất gật gật đầu, ừm ừm, đúng vậy. Ngươi tại thành thánh thiên thủy có thể làm giáo viên, thế sao mà cái học viện cửu châu thánh này còn chuyên môn mời ngươi tới nơi này làm giáo viên nữa diệp thiên giật đúng là không hiểu nổi chẳng lẽ nàng là cường giả đỉnh đỉnh nào đó sao không có khả năng nàng cao nhất cũng chỉ là pháp tắc cảnh dù sao thì tuổi của nàng cũng còn trẻ nàng cũng chỉ lớn hơn diệp tiên nhi bạch hàng tuyết chừng hai ba tuổi mà thôi mà pháp tắc cảnh ở thành cửu châu thiên này thì tính là cái gì chỉ thập nhất là thuộc tính không gian mà lại khống chế được không gian siêu việt hơn rất nhiều lão tiền bối hơn nàng đến cả trăm tuổi, trước đó chị thập nhất tham gia thiên hạ đại hội thành danh, cộng thêm những lão tiền bối kia căn bản không có thời gian. Trảnh rỗi để dạy học, cho nên rất nhiều người đều muốn tranh giành chị thập nhất đi dạy cái môn khó khăn nhất là cách khống chế thuộc tính không gian. Bạch Hàng Tuyết giải thích với Diệp Thiên Giật Diệp Thiên Giật bừng tỉnh đại ngộ Đu Ma Thi gia nhất này đúng là không đơn giản mà. Thế nào? Bản tiên nữ cũng ghê gớm đấy chứ hả? Thi gia nhất kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Được được được, ngươi giỏi ngươi giỏi, đi nhanh đi. Diệp thiên giật khoát tay. He he, đêm nay hắn muốn làm đại sự, cô. Bản tiên nữ cảm nhận được ngươi rất là qua loa, bản tiên nữ muốn nói cho tiểu hàng tuyết một vài chuyện nha. Thi gia nhất nở một nụ cười xấu xa. Diệp thiên giật. Khụ khụ khụ, thì bảo bối ngươi nói cái gì sao ta lại nghe không hiểu nhỉ, nhanh đi về nghỉ ngơi đi, không còn sớm nữa, ta cũng phải dưỡng thương. Diệp Thiên giật vội ho một tiếng rồi nói. Thật sao, thôi được rồi, ngủ ngon. Sau đó thi gia nhất cùng họa thủy đi về căn nhà ở đối diện. Sau đó Diệp Thiên Giật nhìn về phía Bạch Hàng Tuyết. Bạch Hàng Tuyết không biết có phải là mình bị ảo giác hay không, nhưng trong nháy mắt đó, dường như nàng nhìn thấy từ trong ánh mắt Diệp Thiên Giật một loại, chính là loại cảm giác khi sói xám lớn nhìn thỏ trắng bé nhỏ. Nàng cũng không chắc chắn, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt có cảm giác như thế, nhưng nàng bị việc quan tâm đến tình hình thương thế của Diệp Thiên Dật làm di chuyển lực chú ý nhiều hơn. Chủ nhân Papa ơi, Tiểu Anh Vũ muốn đi tắm. Tiểu Anh Vũ Bi Bô nói. Ta đi đặt nước cho ngươi. Bạch Hàng Tuyết nói xong rồi nhìn về phía Diệp Thiên Dật, nói, ngươi cũng đi tắm đi, trong phòng ta có phòng tắm đó, có thể tự tắm không dịp thiên giật quả quyết lắc đầu ta thương tích của ta quá nặng có lẽ là không tự tắm được bạch hàng tuyết ta tin ngươi cái quỷ ấy nếu như thương thế thật sự nặng như thế ngươi còn không để cho mộ thiên tuyết trị liệu sao cô bạch hàng tuyết nói một câu sau đó mang tiểu anh vũ đi vào phòng tắm rất nhanh sau đó bạch hàng tuyết đi ra đi tắm thôi Diệp Thiên giật nhìn nàng nhếch mép cười. Tự đi mà tắm, ta đi đặt nước cho ngươi. Cái tên Diệp Thiên giật này, còn tự mò được về đến nhà cơ mà, lại còn bảo không tự tắm được. Làm sao có thể, Bạch Hàng Tuyết hơi yên tâm một chút. Sau khi đầu óc không còn rối loạn vì lo lắng nữa thì sẽ không dễ dàng bị Diệp Thiên giật lừa. Khụ khụ. Diệp Thiên giật thấy nàng không bị lừa, cho nên chỉ có thể thành thật mà đi vào phòng tắm của nàng để tắm trong ba phòng, phòng của Diệp Thiên Dật ở là nhỏ nhất, không có phòng tắm, bởi vì hai phòng ngủ khác có phòng tắm riêng, cho nên lúc đến đây đã nhường hai cái phòng này cho các nàng. Ta thích tắm táp cho làn da tươi mát, lá la lá la. Bạch Hàng Tuyết nghe thấy tiếng hát lặp đi lặp lại mỗi câu này của Tiểu Anh Vũ và của Diệp Thiên Dật truyền tới từ hai phòng tắm, cả người bối rối. Hai người bọn họ muốn làm gì, Tiểu Anh Vũ ngươi về phòng ngủ trước đi, chờ một lúc nữa hắn tắm rửa xong hắn sẽ về phòng sau. Bạch Hàng Tuyết nói với Tiểu Anh Vũ vừa tắm xong. Vâng. Tiểu Anh Vũ vui vẻ nói, sau đó chạy tới căn phòng của Diệp Thiên Dật. Bạch Hàng Tuyết u ám lắc đầu. Cũng không biết để Diệp Thiên Dật ngủ cùng nàng rốt cuộc là tốt hay xấu nữa. Sau đó Diệp Thiên Dật vừa mặc bộ đồ ngủ mà Bạch Hàng Tuyết chuẩn bị cho hắn, vừa lau tóc đi ra. Ta xem thử vết thương của ngươi một chút. Bạch Hàn Tuyết vẫn còn rất quan tâm nhìn Diệp Thiên Dật. Vết thương bên ngoài về cơ bản cũng không có gì, chính là chấn thương bên trong cơ. Trong lúc tắm, Diệp Thiên Dật lại dùng phép tạo hóa chữa trị một lần nữa, đại khái đã chưa khỏi chừng 80% rồi. Được rồi, tiểu anh Vũ đã ở trong phòng chờ ngươi rồi. Diệp Thiên Dật lắc đầu, không về đâu. Hả? Bạch Hàn Tuyết nghi ngờ nhìn về phía Diệp Thiên Dật. Ta bị thương ngủ với tiểu anh vũ còn phải chăm sóc nàng nữa, khụ khụ khụ, bây giờ ta cần được ngươi chăm sóc. Bạch hàng tuyết. Nhưng, không được không được. Diệp thiên giật che ngực, vẻ mặt, đau đớn. Ngươi đừng nói chuyện với ta, ta hiện tại. Khụ khụ, nói chuyện dễ tác động đến chấn thương bên trong. Sau đó, Diệp Thiên Dật thuận thế ngã xuống trên giường của Bạch Hàng Tuyết. Bạch Hàng Tuyết mau chóng đi ra ngoài rót một chén nước nóng cho Diệp Thiên Dật hay là để chị mộ giúp ngươi trị liệu một chút đi. Bạch Hàng Tuyết quan tâm đưa nước cho Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật lắc đầu, vô dụng thôi, ta đều dùng qua đang dược thất giai rồi, nàng cũng không thể trực tiếp giúp ta chữa khỏi. Thương thế còn dư lại nàng căn bản cũng không chữa trị được, chỉ có thể chậm rãi hồi phục thôi. Buồn ngủ quá. Ta. Ngủ trước đây. Sau đó, Diệp Thiên Dật chui vào chăn của Bạch Hàng Tuyết. Vậy ngươi ngủ ở nơi này đi, ta tới phòng ngươi. Diệp Thiên Dật Ấy ấy ấy, ta cần được chăm sóc mà. Bạch Hàng Tuyết nhìn Diệp Thiên Dật một cái. Thoạt nhìn quả thật hắn khá đau đớn, thế nhưng sao cứ cảm thấy mình đang bị hắn lừa cơ chứ, hay? Quên đi, nàng là bạn gái của hắn mà, chăm sóc hắn không phải là điều rất nên làm sao, Từng, Muốn ăn cái gì không? Ta giúp ngươi làm một ít. Chỉ muốn uống sữa. Diệp Thiên giật nói. Ta đi làm nóng. Tiếp đó, Bạch Hàng Tuyết làm ấm ba ly sữa, cho Bạch Hàng Tuyết, Tiểu Anh Vũ còn cả Diệp Thiên giật mỗi người một ly, sau đó đóng cửa phòng lại, cởi xuống quần áo bên ngoài, nhìn Diệp Thiên giật trên giường. Hơi cắn môi một cái, đem một chiếc chăn mới ném lên giường, rồi từ từ chui vào trong chăn. Một màn này. Sao lại quen thuộc như vậy nhỉ? Trong lòng Bạch Hàng Tuyết thầm nghĩ, không hiểu sao có một cảm giác không tốt nghỉ ngơi đi bạch hàng tuyết nói với diệp thiên dật sau đó đưa lưng về phía diệp thiên dật nhắm hai mắt lại khà khà diệp thiên dật lộ ra nụ cười xấu xa sau đó liền ôm lấy bạch hàng tuyết ở phía sau thân thể mềm mại của bạch hàng tuyết bỗng nhiên rung lên tiểu hàng tuyết hay là hai ta chung một chăn đi diệp thiên dật nhẹ giọng nói ta kiểu gì cũng thế mà ta muốn ôm ngươi ngủ bạch hàng tuyết đưa lưng về phía dịp thiên dật hơi cắn môi một cái quan hệ giữa bọn họ kỳ thực bởi vì đã ngủ cùng giường một lần rồi cho nên coi như khá thân mật nàng cũng không phải phải là không thể chấp nhận chỉ có điều bước kia quả thật vẫn không thể nào tiếp nhận được sau đó bạch hàng tuyết chậm rãi xoay người trong bóng tối nhìn thấy đôi mắt của dịp thiên dật đặc biệt sáng sủa sâu xa có một loại cảm giác như muốn chìm sâu vào ánh mắt ấy. Thế ngươi phải đồng ý với ta là không được lộn xộn. Dù gì thì Bạch Hàng Tuyết cũng là con gái cho nên rất dễ mềm lòng, có thể là nàng rất lạnh lùng, nhưng những cô gái như vậy sẽ đặc biệt dịu dàng khi đối mặt với người yêu và người thân của mình. Nàng và Diệp Tiên Nhi giống nhau, Diệp Tiên Nhi đối xử với Diệp Thiên Dật quả là rất dịu dàng. Được, ta đồng ý với ngươi. Sau đó, Diệp Thiên giật chớp mắt kéo chăn của Bạch Hàng Tuyết ra, quẳng đi, sau đó lấy chăn của mình đắp lên cho nàng rồi ôm lấy thân thể mềm mại thơm nước của nàng. A, à, hạnh phúc, thật sự đó, loại hạnh phúc này hoàn toàn khác với cảm giác khi bạch 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 với mấy em gái. Loại cảm giác này rất ấm áp, rất thoải mái, loại sau thì chỉ đơn thuần là cảm giác đã về mặt sinh lý thôi. Mấu chốt là Diệp Thiên Dật thật sự thích bạch hàng tuyết. Bạch hàng tuyết đưa lưng về phía Diệp Thiên Dật, cả người cảm thấy tóc gáy đều dựng hết cả lên. Những nơi bị hắn chạm tới đều nổi hết da gà lên rồi, nhắm chặt hai mắt, tùy ý để Diệp Thiên giật ôm. Như vậy thì cứ như vậy đi, nàng quả thật cũng có thể đón nhận Diệp Thiên giật rồi. Dù cho rất không quen, cả người không được tự nhiên, đừng nói được một người con trai ôm, cho dù là trước đây nàng ngủ cùng với cô bạn thân là Diệp Tiên Nhi thì nàng cũng không thích được con gái ôm, lúc nào cũng là người nào ngủ phần người nấy. Điều quan trọng là Chân của tên khốn này còn đang gác lên trên người của nàng nữa chứ Diệp Thiên Dật phát hiện ra rằng ngủ gác chân lên trên người người khác Chính là một tư thế ngủ vô cùng thoải mái Nhưng người bị gác kia thì lại rất không thoải mái Bạch Hàng Tuyết thật sự rất vất vả để thích ứng với việc này Nàng trước giờ không nghĩ tới bản thân mình sớm như vậy đã có thể ngủ cũng với một người đàn ông trên cùng một cái giường, còn bị hắn ôm nữa dưới tình huống bình thường phỏng chừng dịp thiên giật có thể phải qua một thời gian ngắn nữa mới có thể thực hiện được, nhưng bây giờ hắn bị thương, mặc dù trên mặt bạch hàng tuyết biểu hiện lạnh lùng, nhưng trong lòng lại rất dịu dàng. Dịp thiên giật hơi biểu hiện ra một chút đau đớn, nàng đã không đành lòng cự tuyệt. Cho nên mặc dù bây giờ nội thương ở ngực dịp thiên giật còn đang đau, nhưng hết thảy đều là đáng giá. Hết cách rồi, ai bảo bạch hàng tuyết gặp phải một tên vô sĩ mặt dày cơ chứ? bỗng nhiên cơ thể mềm mại của bạch hàng tuyết đột ngột rung lên. Ngươi! Ngươi! Thanh âm của nàng mang theo sự run rẩy. Sau đó, bạch hàng tuyết nhanh chóng ngồi dậy. A a a a a nàng sắp tức điên lên rồi, dung nhan tuyệt mỹ của nàng đỏ ửng lên trong bóng đêm, đỏ ửng như quả cà chua. Sao thế? Diệp Thiên giật giả bộ hồ đồ hỏi. Ngươi! Ngươi đừng như vậy! Bạch Hàn Tuyết cố gắng hết sức khiến bản thân tỏ ra không căng thẳng như vậy, nhưng giọng nói khẽ run kia của nàng không cách nào che giấu được. Bởi vì quan tâm, cho nên nàng sẽ không tác hắn một cái. Lần trước ngủ ở nhà nàng, nếu Diệp Thiên giật như vậy, vậy thật sự có thể chính là trở tay cho một cái tác rồi. Mà bây giờ lại khác, mặc dù là khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng hiện tại thái độ trong lòng Bạch Hàng Tuyết đối với Diệp Thiên Dật chỉ là từ thân phận người yêu lúc trước nay biến thành nàng muốn cùng Diệp Thiên Dật sống chung quãng đời còn lại mà thôi. Chị gái à, ta là một người con trai bình thường đó. Vậy ngươi đi tìm cô gái khác đi. Bạch Hàng Tuyết nói. Diệp Thiên Dật. Không sai, Diệp Thiên Dật có một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. Không phải chứ, Tiểu Hàng Tuyết, lời này của ngươi. Sau đó Bạch Hàng Tuyết quay đầu nhìn Diệp Thiên Dật, nói: "Bây giờ ta vẫn chưa thể như vậy với ngươi. Ta biết, cho nên ta cũng đâu có ý định như thế với ngươi đâu." Diệp Thiên Dật nói. Nàng ấy rất giữ gìn, nàng có thể ngủ cùng một giường với Diệp Thiên Dật là Diệp Thiên Dật đã cảm thấy mình đã tiến được một bước lớn lắm rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Thiên Dật chắc chắn sẽ không nghĩ đến chuyện gì quá đáng hơn. Chỉ là Ngươi để ta tìm em gái khác làm gì, Diệp Thiên giật gãi đầu một cái. Ta không thể giúp gì cho ngươi, cho nên ngươi chỉ có thể đi tìm cô gái khác. Bạch Hàng Tuyết nói. Diệp Thiên giật. Đệt. Không phải chứ. Bạch Hàng Tuyết lại rộng lượng như vậy sao, đương nhiên ta chính là nói một chút mà thôi. Sau đó, Bạch Hàng Tuyết lại nằm xuống, đưa lưng về phía Diệp Thiên Dật. Vậy ngươi không trách ta sao? Diệp Thiên Dật hỏi. Ngươi có ý nghĩ này thật à, Bạch Hàng Tuyết nói. Diệp Thiên giật. Đúng. Phụ nữ thật là khủng bố, cụ cụ khụ. Diệp Thiên giật ho khan một tiếng. Không phải có ý nghĩ này, mà là đã thế rồi. Nhưng mà đàn ông trên cái đại lục này có thể có năm thê bảy thiếp, nếu như người phụ nữ của mình chấp nhận được. Chỉ là Bạch Hàng Tuyết có thể nói ra lời như vậy, khiến Diệp Thiên Dật có chút bất ngờ, không dám tin vào tai mình. Kỳ thực Bạch Hàng Tuyết cũng không có ý gì khác, nàng cảm thấy với tính tình trăng hoa của Diệp Thiên Dật, mặc dù hắn đã thay đổi nhiều như vậy, nhưng phương diện kia của hắn quả thật là khó lòng mà thay đổi được. Có lẽ là bên ngoài hắn sẽ có những cô gái khác, mà khi Bạch Hàng Tuyết chấp nhận Diệp Thiên Dật trở thành bạn trai của nàng, hoặc là sau khi nàng quyết định hắn sẽ trở thành đối tượng sống cùng với mình cả đời, trong lòng của nàng thật ra cũng sớm đã tính đến chuyện này rồi. Nàng tính toán đã rất lâu rồi, nàng có thể chấp nhận, chủ yếu là bởi vì con người này của Diệp Thiên Dật chính là như vậy. Vậy thì cứ từ từ chấp nhận, nàng cảm thấy chắc có thể, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Diệp Thiên Dật phải rất ưu tú. Sau đó Bạch Hàn Tuyết nói, tùy ngươi vậy, chỉ cần ngươi đủ ưu tú, làm gì mà không được. Ta muốn đi ngủ rồi. Sau đó Diệp Thiên Dật lại ôm lấy nàng. Nhưng ta đã nhịn rất lâu rồi đó mặt của Diệp Thiên Dật tuổi thân cọ cọ vào sau vai của nàng nói. Bạch Hàng Tuyết. Ta nói rồi, tạm thời chưa thể nào cùng ngươi. Diệp Thiên Dật cười nói, cũng không có ép ngươi cùng ta làm chuyện đó mà. Vậy ngươi có ý gì? Bạch Hàng Tuyết đưa lưng về phía Diệp Thiên Dật, không hiểu hỏi. Sau đó, Diệp Thiên Dật nhỏ giọng lầm bầm một câu bên tai nàng. Nếu như bây giờ có ánh sáng, Diệp Thiên Dật sẽ phát hiện gương mặt vừa nãy thật vất vả mới khôi phục được của Bạch Hàng Tuyết trong chớp mắt lại đỏ bừng lên. Không được, ta đi ngủ đây. Bạch Hàng Tuyết cắn răng nhắm hai mắt lại, thế nhưng nhịp tim đập rộn ràng kia nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng được. Khốn nạn. Quả nhiên là tên khốn nạn mà, a a a a a, sao bây giờ nàng lại thích tên khốn nạn này chứ, là thích đúng không, nàng nghĩ hẳn là thích. Không gặp thì sẽ nhớ, thấy hắn bị thương thì rất lo lắng thậm chí không bài xích hắn ông mình như vậy. Nếu như đây không phải là thích, vậy nàng quả thật không phải là một cô gái tốt rồi. Tiểu Hàng Tuyết, chuyện này rất bình thường mà, ngươi nói không thể như thế, nhưng trước đó làm người yêu, chúng ta cũng phải bồi dưỡng một chút tình cảm mà đúng không, nếu không đến lúc đó ngươi đồng ý chuyện kia rồi, trực tiếp bắt đầu thì ngươi có thể tiếp nhận được không? Diệp Thiên Dật bắt đầu các thể loại dụ dỗ. Hu hu hu. Hắn không dễ dàng mà, thật không dễ dàng, làm đàn ông thật quá khó khăn. Bạch Hàng Tuyết cắn môi một cái. Ta đều bị thương rồi mà ngươi cũng không thèm để ý đến ta, hu hu hu. Diệp Thiên giật tuổi thân nói. Thế nhưng, Diệp Thiên giật nhìn thấy Bạch Hàng Tuyết do dự, ánh mắt tràn đầy dục vọng sáng lên. Hai quên đi quên đi, ta chắc vẫn đi tìm tiểu anh Vũ. Diệp Thiên giật thở dài một hơi. Bạch Hàng Tuyết, Ngươi định để Tiểu Anh Vũ giúp ngươi. Diệp Thiên Dật. Hả? Diệp Thiên Dật sững sờ một chút. Không 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 không, ta đâu có biến thái như vậy. Ta là nói ta đi tìm Tiểu Anh Vũ ngủ, không quấy rầy ngươi nữa, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Thiên Dật hoảng sợ, mẹ nó. Một em gái lạnh lùng, sạch sẽ như bạch hàng tuyết, trong não nhét cái gì vào thế không biết, nàng lại còn tưởng là mình muốn tìm Tiểu Anh Vũ để. Đệt. Thế giới này thật là đáng sợ, quá đáng sợ. Bạch Hàn Tuyết thấy Diệp Thiên giật đứng dậy. Khụ khụ khụ. Diệp Thiên Dật che ngực, đau đớn, ho khan hai tiếng. Không có cách nào mà làm người yêu với nhau không phải chính là đủ loại chiến thuật sao, cái này cũng xem như Diệp Thiên Dật rất nỗ lực rồi, chỉ vì có thể chiếm được chút tiện nghi, hắn dễ dàng sao? Bạch Hàn Tuyết cắn môi. Nếu không, ta thử xem nàng đỏ mặt nhẹ giọng nói một câu. Hai mắt của Diệp Thiên Dật phản phất sáng lên trong đêm đen. Khụ khụ. Thật là không cưỡng ép. Diệp Thiên Dật hỏi. Ngươi nói đúng, chúng ta là người yêu, ta quả thật cần mở lòng một chút. Về trách nhiệm của bạn gái, nhưng chỉ có thể như vậy thôi. Bạch Hàng Tuyết cắn môi nói. Thật là không phải là ta ép. Diệp Thiên Dật lại hỏi một câu. Nói thật nha, Khoảnh khắc nghe thấy Bạch Hàng Tuyết đồng ý, Diệp Thiên Giật cảm thấy bản thân muốn bay lên trời, thế nhưng sau khi bay lên trời trong đầu này lại có chút băng khoăn. Có điều lại nghĩ một chút, hắn là bạn trai chính quy của Bạch Hàng Tuyết cơ mà, Bạch Hàng Tuyết là bạn gái chính thứ của hắn, chuyện này cũng có là gì đâu. Vậy coi như... Khụ khụ, đừng đừng đừng. Tiểu Hàng Tuyết, ngươi đừng làm hỏng không khí tốt như vậy. Sau đó, Diệp Thiên Giật lại nằm lên trên giường lau nước miếng đi. Quá ngượng ngùng rồi. Phải làm thế nào? Bạch hàng tuyết cắn môi, giọng thoáng rung lên. Cái này, ngươi có lẽ là biết một chút chứ. Lạch cạch, trong đêm đen, Diệp Thiên giật châm một điếu thuốc lặng lẽ chờ đợi điều gì đó. Cột cộc 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 vào thời điểm quan trọng này, ai lại gõ cửa phòng của họ cơ chứ? Diệp Thiên giật. a, à, ai lại gõ cửa vào thời điểm quan trọng này cơ chứ, sau đó thì nghe thấy một tiếng dậm chân bên ngoài sau đó cửa phòng được mở ra chủ nhân papa sao ngươi còn chưa về ngủ tiểu anh vũ mơ hồ hỏi dụi dụi đôi mắt to đang ngái ngủ trong phòng nàng đã buồn ngủ đến mức cái đầu của nàng gật lên gật xuống liên tục nhưng nàng tự nhủ rằng mình không được ngủ nhất định không được ngủ phải đợi đến khi chủ nhân papa về mới ngủ nhưng nàng không đợi được diệp thiên giật muốn khóc tiểu anh vũ ngươi về trước đi, lát nữa ta sẽ về. Diệp Thiên giật vội nói. Không thể để cô bé ngốc này phá hỏng chuyện tốt của mình được. Ồ, vậy thì chủ nhân papa nhanh lên nha. Ừ ừ, sau đó tiểu anh vũ đóng cửa và bước đi. Diệp Thiên giật hít một hơi dài nhìn bạch hàng tuyết ở đầu giường bên kia, sau đó cười toe toét. Này, tiểu hàng tuyết. Bạch hàng tuyết cắn môi. Xì. Khoảng 10 phút sau ba -a, a a a a mộ thiên tuyết người đang ăn vặt trong phòng và xem tivi với đôi mắt xinh đẹp vô thức liếc về phía cửa dừng việc ăn uống lại thành thật mà nói thực sự rất dễ thương tiếng hét của diệp thiên giật rất lớn mộ thiên tuyết cảm thấy khó hiểu hắn ta bị sao vậy nghĩ đi nghĩ lại vẫn không đi ra ngoài hẳn là không có chuyện gì đâu sáng hôm sau diệp thiên giật mở mắt ngáp một cái rồi liếc nhìn bạch hàng tuyết đang say giấc nồng trong vòng tay hắn trên môi nở một nụ cười mãn nguyện bạch hàng tuyết đã có thể đi đến bước này nói thật diệp thiên dật thật sự biết nàng ấy đã từ bỏ rất nhiều thứ cũng rõ ràng rằng nàng ấy đồng ý là vì lý do trả ơn vì diệp thiên dật đã cứu nhà họ bạch nhưng dù thế nào đi nữa cô gái này vẫn là cô gái của hắn bạch hàng tuyết cảm nhận được cử động của diệp thiên dật lông mi dài khẽ rung lên sau đó đôi mắt xinh đẹp mở ra nàng nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú đến nghẹt thở của người đàn ông trước mặt thật kỳ lạ nàng ấy thực sự cảm thấy rất thoải mái khi nàng chìm vào giấc ngủ chẳng lẽ thực sự thoải mái khi ngủ trong vòng tay của dịp thiên dật sao và khuôn mặt của dịp thiên dật có một dấu tay lớn nó rất rõ ràng suốt một buổi tối nó cũng không biến mất tại sao còn không phải là do tối hôm qua sao lúc đó cả khuôn mặt bạch hàng tuyết đều dính sau đó nàng đã tắt ai đó trong vô thức rồi chạy vào phòng tắm. Đi vào gần một tiếng đồng hồ mới đi ra, tại sao ư, nàng ở trong đó định hình lại mọi chuyện vừa xảy ra. Mặc dù bây giờ mặt của Diệp Thiên Dật vẫn còn đau rát, nhưng hắn rất vui, rất hạnh phúc, đây vừa là đau đớn vừa là hạnh phúc. Bạch Hàng Tuyết phản ứng hoàn toàn theo bản năng, lúc đó tắt hắn ta mặc dù nàng không sử dụng linh lực, nhưng sức mạnh của bản năng lại lớn như vậy ư, nó lớn như thế nào, Diệp thiên giật đêm qua miệng đầy máu bạch hàng tuyết cũng thấy rất có lỗi việc tắt hắn lúc ấy thực sự là một phản ứng hoàn toàn theo bản năng còn đau không bạch hàng tuyết hỏi dịp thiên giật lắc đầu không đau nữa còn vết thương dịp thiên giật nói khỏi rồi vậy ta đi làm bữa sáng đây sau đó bạch hàng tuyết bước ra ngoài trong bộ đồ ngủ sau khi tắm rửa sạch sẽ chị mộ Chị dậy sớm như vậy để làm bữa sáng nữa à, Bạch Hàng Tuyết dường như đã quen với việc nhìn thấy chị Mộ Thiên Tuyết làm việc chăm chỉ mỗi ngày khi bước ra khỏi phòng. Trong mắt Mộ Thiên Tuyết, bữa sáng là đơn giản nhất, nàng không gặp khó khăn gì với những món đơn giản như thế này, bây giờ nàng rất thích học món có trình độ khó hơn, đó là món thịt lợn kho mà Diệp Thiên Giật làm cho nàng. Đại loại là, món ăn nào mà phải nấu chừng một hai tiếng, nàng đều cảm thấy món đó rất khó. Ừ mộ thiên tuyết gật đầu vào lúc này dịp thiên giật lặng lẽ đi ra khỏi phòng bạch hàng tuyết mộ thiên tuyết có cảnh giới ở mức độ nào cơ chứ nàng có thể phát hiện ra nhất cử nhất động sau đó quay lại nhìn thấy dịp thiên giật nhưng lúc này dịp thiên giật đã ở bên ngoài cho nên nàng cũng không nhìn thấy dịp thiên giật đi ra khỏi phòng bạch hàng tuyết mặt của ngươi mộ thiên tuyết nhìn vết đỏ rõ ràng trên mặt dịp thiên giật à đêm qua có mũi Ta rất tức giận. Ta đã vô mũi nhiều lần và vô tình tự tác vào mặt mình. Diệp Thiên Giật nói với một nụ cười ngượng nghịu. Mộ Thiên Tuyết. Ta thực sự không biết nhiều thứ trong thế giới con người, nhưng ta không phải là một người ngốc đâu. Mộ Thiên Tuyết nhẹ nhàng nói. Khụ khụ khụ. Diệp Thiên Giật vội ho khan chạy về phòng, khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Hàng Tuyết ở bên cạnh đang ửng hồng, Mộ Thiên Tuyết cũng không nói nhiều, nàng không quan tâm lắm, nàng quan tâm đến đống đồ ăn trong tay hơn. Đây chính là con người của nàng, nói một cách đơn giản bằng hai từ, là Phật giáo, đúng vậy, thần tiên tỷ tỷ chỉ đơn giản là một hình mẫu của Phật giáo. Trở lại phòng, tiểu anh Vũ đang nằm cuộn mình trên giường với đôi chân trần. Chăn bông cũng không đắp, cái miệng nhỏ nhắn đang mút ngón tay, rất là đáng yêu. Nàng đã ngủ quên mất vào đêm qua trong lúc đang đợi dịp thiên dật về. Diệp Thiên Dật giúp nàng đắp chăn và bước ra ngoài. Đúng lúc cửa nhà có ai đó đang gõ, mở ra, là họa thủy và thi gia nhất đang đứng đó. Ta lại đến đây ăn sáng đây. Thi gia nhất vui vẻ nói. Họa thủy cũng đưa tay ra, một tay cầm dao và một tay cầm nĩa, rất vui vẻ. Sau đó, ánh mắt của họ rơi vào khuôn mặt của Diệp Thiên Dật. Mặt của ngươi. Họa thủy lao đến Diệp Thiên Dật. Chị Bạch Tác à sau đó họa thủy cười ha ha thi gia nhất nhìn vết tát trên mặt dịp thiên dật và cười đến ngập người lại dường như tối hôm qua hắn ta không được thuận lợi lắm nàng đoán rằng dịp thiên dật sẽ nhân cơ hội thể tỏ ra yếu đuối để bạch hàng tuyết chăm sóc và tiện thể chiếm tiện nghi của nàng cái tát này đã cho thấy đêm qua hắn rất thảm nhưng nó không đau lắm dịp thiên dật rất hạnh phúc dịp thiên dật trợn mắt ăn chực uống chực liên tục mà vẫn cứ tí tưởng được khi ta thấy rất thoải mái sau đó thi gia nhất chạy đến chỗ mộ thiên tuyết chị mộ ta lại đến xin cơm đây mộ thiên tuyết không có vấn đề gì về việc nấu bữa sáng thi gia nhất và những người khác đều lười biếng vô cùng thoải mái với việc xin cơm mộ thiên tuyết cũng rất thích hiện tại nàng cũng rất thích nấu nướng lại có rất nhiều người thích ăn cho nên nàng rất hài lòng vì có thể làm những món ăn mới lại có một bầy chuột bạch thật tuyệt vời chị thập nhất Tí nữa có cần đi cùng chị đến học viện Cửu Châu Thánh không? Bạch Hàng Tuyết hỏi. Đi chứ, ta mới đăng ký hai ngày trước, tối hôm qua ta đã nhận được thông báo, bởi vì học viện Cửu Châu Thánh đã thông báo tin tuyển sinh từ một thời gian trước rồi. Nên trong khoảng thời gian này, rất nhiều thiên tài từ khắp nơi đều tụ tập ở học viện Cửu Châu Thánh, cho nên ta tranh thủ đi trước hai ngày, nếu không đến lúc đó, tất cả sẽ tụ tập cùng một chỗ với nhau, sẽ có quá nhiều người, đúng lúc mọi người đi tham gia kỳ thi khảo hạch của Học viện Cửu Châu Thánh. Thi gia nhất nói, thế thì không vấn đề gì. Chỉ là, còn Tiểu Anh Vũ thì sao? Bạch Hàng Tuyết liếc nhìn Tiểu Anh Vũ, người đang lao ra như tên bắn từ phòng của Diệp Thiên Dật. Tiểu Anh Vũ chạy ra với đôi chân trần, chắc là chưa kịp mang giày đã chạy ra rồi. Xấu tính, xấu tính, có đồ ăn ngon không gọi Tiểu Anh Vũ. Tiểu Anh Vũ chạy đến, thậm chí còn không thèm cắn thử một miếng để xem đó là gì, nàng ấy đã tống hết đồ ăn vào miệng, ngay lập tức tỏ vẻ hài lòng. Tiểu Anh Vũ nhất định không thể đến học viện được. Thời gian chúng ta phải đến học viện tạm thời không quá nhiều, mỗi ngày đều có thể về nhà, có thần tiên tỷ tỷ ở nhà chăm sóc Tiểu Anh Vũ là được rồi. Diệp Thiên Dật nhìn Mộ Thiên Tuyết. Mộ Thiên Tuyết liếc nhìn Diệp Thiên Dật, rồi im lặng ăn chiếc bánh nhân thịt mà nàng làm món này nàng học được từ Diệp Thiên Dật, đơn giản mà lại rất ngon. Sau đó Diệp Thiên Dật tiếp tục nói, Tiểu Anh Vũ là một người háo ăn, còn thần tiên tỷ tỷ thì thích làm đồ ăn ngon. Vậy những món ngon mỗi ngày thần tiên tỷ tỷ nấu đều có người ăn rồi. Nghe những lời này của Diệp Thiên Dật, đôi mắt xinh đẹp của mộ thiên tuyết đột nhiên sáng lên. Tức là nàng muốn làm gì thì làm, có thể thử nghiệm nhiều món mà nàng đã muốn nấu thử từ lâu, người khác có thể sẽ không thích, nhưng cô bé này rất thích ăn, có gì ăn thì nhất định phải thử. Có con chuột bạch nhỏ này thử đồ ăn của mình rồi, quá tuyệt vời, tiểu anh Vũ dừng lại một lúc trong khi ăn bánh, nhìn Mộ Thiên Tuyết với đôi mắt to, nhìn nàng một lúc rồi lại cúi đầu. Thế nào lại cứ có cảm giác, chị gái xinh đẹp này đang có ý đồ xấu với mình nhỉ, cơm nước xong xuôi, họ đã đi chơi cùng nhau. Diệp Thiên giật dẫn theo ba cô gái xinh đẹp Mặc dù họa thủy vẫn còn nhỏ nhưng nàng thực sự rất đẹp, đi trên đường phố trong thành Cửu Châu Thiên, những mỹ nam mỹ nữ này thu hút mọi sự chú ý, kể từ khi đến đây, Diệp Thiên Dật chưa từng đi dạo phố cùng họ, toàn phải đi làm nhiệm vụ thôi. Lúc này Diệp Thiên Dật đang cùng họ tham gia khảo hạch của học viện Cửu Châu Thánh, sau đó là chờ nữ hoàng Cửu Thiên đến tìm hắn. Nói thật là hắn khá lo lắng, nếu nàng không tìm hắn nữa thì sao đây? Chẳng lẽ thật sự phải bái bai thằng em của mình sao? Diệp Thiên Dật đã cho nữ hoàng cửu thiên thời gian 5 ngày để suy nghĩ, nếu còn hai ngày nữa là đến hạn hết thời gian thực hiện nhiệm vụ, Diệp Thiên Dật có lẽ phải tìm cách thúc giục nàng, nghĩ lại cũng có chút buồn cười, mình lại phải đi thúc giục nàng hiến thân cho mình nữa cơ đấy. Đệt! Điều này nói thẳng ra thật là ngớ ngẩn, thúc giục nữ hoàng cửu thiên đi hiến thân cho mình, đây cũng không phải lần đầu tiên họ đến học viện cửu châu thánh, Diệp Thiên Dật cũng đi xem qua mấy lần rồi, nơi này không phải ở khu phồn hoa của thành cửu châu thiên mà là ở ngoại ô bởi vì ngoại ô rất thuận tiện học viện cửu châu thánh thuộc một trong tám học viện trên toàn bộ đế quốc cửu châu và là một trong bốn học viện ở thành cửu châu thiên đúng vậy thành cửu châu thiên chiếm bốn trong số tám học viện của cả đế quốc dù gì thì đây cũng là thành phố thịnh vượng nhất và là nơi tọa lạc của nữ hoàng cửu thiên cho nên tập trung nhiều nguồn lực cũng là hợp lý toàn bộ học viện cửu châu thánh vô cùng rộng lớn toàn bộ khu ngoại ô này có lẽ đều nằm trong phạm vi của học viện cửu châu thánh nghe nói học viện này còn có sân sau sân sau này tương đối đặc biệt chỉ những người đặc biệt mới được vào nơi này giống như là một thế giới thu nhỏ nhưng bất kể như thế nào ngoài những học sinh mới thì người yếu nhất của học viện cửu châu thánh này có lẽ cũng phải là luyện thần cảnh huyền thiên cảnh có ở khắp nơi pháp tắc cảnh chạy nhông nhông đầy đường thậm chí còn có cả lĩnh vực cảnh đây là sự chênh lệch giữa một đế quốc lớn mạnh và một đế quốc nhỏ yếu. Toàn bộ thành thánh thiên thủy cũng không có được mấy người lĩnh vực cảnh, nhưng ở đây, học sinh của một học viện cũng đã có lĩnh vực cảnh. Bọn họ đi đến cổng học viện Cửu Châu Thánh, lúc này ngoài cổng đã rất đông đúc, nam có nữ có, nhỏ nhất có thể là 13-14 tuổi, 20 tuổi cũng có, đều là người mới đến tham gia khảo hạch. Vì độ tuổi khác nhau, trình độ khác nhau nên nội dung khảo hạch chắc chắn sẽ khác nhau. Vết đỏ trên mặt Diệp Thiên Dật đã bị xóa đi nhờ phép tạo hóa. Sự xuất hiện của Bạch Hàng Tuyết, Thi Gia Nhất và Họa Thủy bất ngờ thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh, đẹp. Hai cô gái kia thật là xinh đẹp. Họ thật là đẹp. Chỉ có hai thôi á. Cô bé nhỏ hơn kia cũng không tệ mà. Bọn họ cũng là học sinh mới sao chất lượng tân sinh năm nay có vẻ hơi khoa trương quá rồi nhỉ, đúng không? Chờ đã, tên kia là ai? Hình như hắn đi cùng với ba cô gái kia thì phải. Từ xưa Hồng Nhan đều họa thủy, Diệp Thiên Dật, Thi Gia Nhất, Bạch Hàng Tuyết cùng họa thủy đã được định sẵn trở thành mục tiêu chú ý của công chúng, quên đi, họ cũng đã quen rồi. Ánh mắt của Dương Sở Sinh nhìn thấy Diệp Thiên Dật, lông mày của hắn đột nhiên cau lại. Sao lại là hắn ta, đúng vậy, Hắn cũng trời thành thánh thiên thủy, để khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hết mức có thể báo thù cho nhà họ dương. Hắn đến đây, nhưng không ngờ trái đất này lại nhỏ như vậy. Hắn ta cũng tới, dịp thiên dực cảm nhận một ánh mắt đang nhìn mình chầm chầm, đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng không nhìn thấy ai. Cô tử đến rồi. Trời ơi! Là cô tử. Đây có phải là tử y nhiên, một trong tuyệt đại song kiêu ở thành cửu châu thiên không? Quả là xinh đẹp nè nè đừng nói nữa đằng này có mấy người đẹp xem ra cũng không kém cạnh gì cô tử đâu tử yên nhiên bước ra khỏi học viện bên cạnh nàng có hai người đàn ông rất đẹp trai tử yên nhiên dùng đôi xinh mắt đẹp liếc nhìn đám đông sau đó dừng lại trên người dịp thiên dực ánh mắt của nàng cũng rơi vào ba người bạch hàng tuyết lộ ra chút kinh diễm chẳng trách tối hôm qua hắn có vẻ không hứng thú lắm với mình thì ra xung quanh hắn đã có một người phụ nữ xinh đẹp như vậy rồi sau đó khóe miệng Tử Yên Nhiên khẽ nhếch lên, nàng bước ra khỏi học viện trong ánh mắt thèm thuồng và khao khát ngưỡng mộ của tất cả bọn đàn ông. "Hi, Yên Nhiên." Một cậu con trai trong đám kia bắt chuyện với nàng, nhưng Tử Yên Nhiên phớt lờ, nàng đi thẳng đến chỗ Diệp Thiên Dật và đứng trước mặt Diệp Thiên Dật. "Anh Diệp." Tử Yên Nhiên cười nói với Diệp Thiên Dật. "Tất cả mọi người." Mọi người tròn mắt. "Tân sinh này là ai?" lại có thể quen biết tử yên nhiên, Diệp Thiên giật lúng túng sờ lên chóp mũi. Cố tình, chắc chắn vì cô ta nhìn thấy bạch hàng tuyết, thi gia nhất, còn có họa thủy nến cố tình đến đây, hừ. Yêu tinh, yêu nghiệt mà, u, ngươi cũng là học sinh của học viện cửu châu thánh à, Diệp Thiên giật ngượng nhiều cười. Bạch hàng tuyết nhìn tử yên nhiên một cái, cô gái này có khí chất quyến rũ như vậy. Là đàn ông chẳng ai có cầm lòng được trước vẻ quyến rũ ấy, chỉ cần nhìn rồi suy nghĩ một chút thôi cũng đủ hiểu rồi. Nhưng bọn họ đứng cùng nhau, trong mắt mọi người, bọn họ hoàn toàn không thể phân biệt được ai nổi bật hơn ai, đây mới là điều khoa trương nhất. Thi gia nhất miễn cười nhìn nàng. Thật thú vị, dịp thiên dật không hổ danh là dịp thiên dật, mới đến thành cửu châu thiên mấy ngày thôi mà hắn ta đã câu được cô em cao cấp này rồi, người đàn ông vừa nãy muốn bắt chuyện với tử yên nhiên trước học viện cao mày khi nhìn cảnh này hắn nghe nói tối hôm qua hình như có một người khiến gia chủ tử gia vô cùng hài lòng hơn nữa còn cố ý muốn chọn hắn làm con rể chính là hắn sao đúng vậy không ngờ anh diệp cũng đến tham gia khảo hạch tân sinh đấy tử yên nhiên cười nói khá bất ngờ một người như vậy còn tới tham gia khảo hạch tân sinh với năng lực của hắn được nữ hoàng cửu thiên coi trọng thì không cần thiết phải làm vậy diệp thiên giật gật đầu vậy theo ta đến đây nói xong tử yên nhiên nắm lấy tay của Diệp thiên Giật một cách tự nhiên tất cả mọi người mọi người nhìn cảnh tượng trước mặt thì bàng hoàng sửng sốt đó là ai đó chính là tử yên nhiên con gái nhà họ tử xét về địa vị nàng là thế hệ tài năng trẻ hàng đầu của thành cửu châu thiên có vô số người theo đuổi nàng thậm chí có những người đến từ những gia tộc hàng đầu đến cầu hôn nàng mà nàng vẫn luôn không thèm để mắt đến nhưng bây giờ Nàng ấy lại nắm tay một người đàn ông trước mặt mọi người, đây có thể coi là một tin tức bùng nổ làm chấn động toàn bộ thành cửu châu thiên, ngay lúc đó, vô số âm thanh trái tim tan nát vang lên. Bạch Hàng Tuyết nhìn cảnh này mà chết lặng. Diệp Thiên Dật cũng sững sờ, tự yên nhiên này có thể mất liêm sĩ đến thế sao, thi gia nhất nở một nụ cười nhìn cảnh tượng hài hước này. Thật sự rất thú vị. Họa thủy thì không vui, Diệp Thiên Dật này thật sự rất đẹp trai, nhưng một cô gái xinh đẹp xuất chúng như vậy chẳng lẽ lại bị hắn ta mê hoặc sao à mà đúng rồi chẳng phải chị bạch hàng tuyết đã bị hắn cũng được hay sao Đệt! tên này đúng là có độc uông thiên thành nhìn thấy cảnh này bàn tay vô thức nắm chặt lại nổi hết gân lên anh uông lo lắng sao một người đàn ông bên cạnh nhìn uông thiên thành nói câm miệng người đó là ai uông thiên thành hỏi ta không biết ta chưa thấy chưa điều tra điều tra ta sẽ biết nhưng liên quan gì đến ta ung thiên thành không thể không bước tới tử yên nhiên là cô gái mà cả đời này hắn luôn coi là nữ thần nàng không chỉ xinh đẹp văn võ song toàn lại còn là con gái của nhà họ tử nhà họ ung cũng là gia tộc hạng nhất nếu hai người kết hôn thì lợi ích không cần hãy nói nhưng bây giờ cô gái mà hắn thích lại chủ động khoác tay người đàn ông khác trước mặt mọi người mấu chốt là người đàn ông này đẹp trai như vậy, cho nên trong lòng cảm thấy rất khó chịu. E hèm, cô tử, xin hãy tự trọng. Sau đó Diệp Thiên giật gạt tay nàng ra trước mặt mọi người. Tất cả mọi người. Đù mé. Người này. Còn không chấp nhận tử yên nhiên sao? Hắn ta lại hất tay tử yên nhiên ra sao? Ta đang nhìn thấy chuyện gì thế này? Đúng vậy, nhưng mà có mấy cô gái phía sau hắn ta cũng không hề kém cạnh với tử yên nhiên đâu. Chẳng lẽ ai trong số họ là người yêu của hắn ta sao? Người này là ai thế, ta chưa từng gặp qua. Chẳng lẽ là hoàng tử của đế quốc khác sao? Nếu không, tại sao ngay cả tử yên nhiên cũng để ý hắn như thế? Hắn ta rất đẹp trai. Mọi người đều bàn hoàng và bàn tán. Những cô gái đó vì sự việc này đã chuyển sự chú ý, ngắm nhìn gương mặt đẹp trai của Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật thực sự muốn giữ thái độ khiêm tốn, đặc biệt là ở thành Cửu Châu Thiên này. Ở đây đều là những kẻ có máu mặt, hắn muốn an tâm ở đây học hỏi một chút, hắn thật sự muốn an tĩnh. Tự yên nhiên này muốn lầy với hắn, với tay nắm lấy cánh tay của hắn, Diệp Thiên Dật biết ngay rằng mình đã trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng. Chẳng qua, ở bất cứ nơi nào, mỹ nhân cao cấp như thế này cũng quá mức thu hút sự chú ý lại là con gái gia tộc hàng đầu, những chuyện liên quan có thể không thể tưởng tượng nổi. Tử yên nhiên miễn cười, nhưng không nói gì. Ung thiên thành cao mày bước tới. Hắn ta không biết Diệp Thiên Giật là ai, nhưng mơ hồ cảm thấy hắn không hề đơn giản, không nên hành động hấp tấp cho trước khi không hiểu rõ thân phận của hắn. Xin hỏi vị này đến từ đâu vậy? Ung thiên thành nhìn Diệp Thiên Dật. Nhìn kìa, hóa ra Ung thiên thành đang ở đây. Hắn là người theo đuổi số 1 của Tử Yên Nhiên đó, đồng thời cũng là con trai nhà họ Uông. Địa vị của hắn ngang hàng với Tử Yên Nhiên. Hắn cũng là một trong những người xứng đáng nhất với Tử Yên Nhiên, nhưng bây giờ hắn đột nhiên lại bị một tên đẹp trai như vậy cản đường, phía sau lại còn có ba cô gái cực kỳ xinh đẹp thế kia nữa, thật là thú vị. Là hoàng tử của đế quốc nào đó? Hay là con trai của một đại gia tộc nào chăng? Làm sao có thể như vậy? nếu có gia thế hiển hách như vậy thì cần gì đến đây tu luyện. Diệp Thiên Dật cười nói, ta là ai không quan trọng, ta chỉ đến tham gia khảo hạch thôi. Có thể bắt đầu được chưa? Sau đó Ung Thiên Thành nói, mọi người xếp hàng ngay ngắn và chuẩn bị cho vòng khảo hạch đầu tiên. Sau đó hắn nhìn Tử Yên Nhiên và nói, Tử Yên Nhiên, học viện để chúng ta giám sát khảo hạch lần này. Ừm. Um. Tử Yên Nhiên nhún vai, sau đó nhìn Diệp Thiên Dật một cái rồi bước vào. Sau đó Ung Thiên Thành nói, vòng khảo hạch đầu tiên là khảo hạch Thiên Phú. Không giống như khảo hạch tinh vận thạch, chúng ta chỉ đánh giá thuộc tính, không liên quan gì đến thực lực hay tuổi tác của mọi người. Lúc này, hắn chỉ vào một dụng cụ trước mặt, nói, đặt tay lên dụng cụ này, phóng thuộc tính của ngươi. 100 điểm là tiêu chuẩn để đo cường độ của thuộc tính, điều này chứng tỏ sức mạnh thuộc tính của ngươi không tệ, có thể vượt qua võ giả tầm thường nếu nó dưới 100 điểm thì rất lấy làm tiếc, ngươi chỉ có thể bị loại. Tất nhiên, nếu ngươi có thuộc tính thời gian, không gian thay thuộc tính tự nhiên, thì ngươi sẽ được thông qua trực tiếp. Bây giờ ta sẽ chỉ cho các ngươi. Sau đó Ung Thiên Thành đặt tay lên dụng cụ, sức mạnh của thuộc tính băng được giải phóng. Xoát những con số không ngừng tăng lên một cách điên cuồng, nó không dừng lại mãi cho đến 900. Bao im người đều náo động. Thật mạnh, Điều này có nghĩa là sức mạnh thuộc tính băng của Ung Thiên Thành mạnh hơn gấp 9 lần so với võ giả thuộc tính băng thông thường. Thật khủng khiếp. Nghe được âm thanh hít sâu một hơi và tiếng than thở kinh hãi của mọi người, Ung Thiên Thành thầm cười trong lòng, đây chính là hiệu quả mà hắn muốn nhìn thấy. Phía xa đang đi tới hơn 10 người giáo viên của Học viện Cửu Châu Thánh viện trưởng. Sau khi mọi người nhìn thấy thì đồng thời hành lễ. Ừm, các ngươi cứ khảo hạch tiếp đi không cần để ý đến chúng ta đâu. Phó viện trưởng và những giáo viên khác đi sang ngồi ở bên cạnh, xem bọn họ tiến hành khảo hạch. Vậy tiếp theo mời mọi người lần lượt đi lên tiến hành khảo hạch. Sau đó người đầu tiên đi lên. Đây là một cô gái ăn mặc rất đơn giản. Váy dài vàng nhạt, tóc dài buông xõa. Nàng đặt tay lên dụng cụ đo lường, sau đó lực lượng của thuộc tính hỏa bùng nổ, rồi ngay lập tức tắt ngúng. 70. Rất tiếc, thuộc tính của ngươi không đủ mạnh, người tiếp theo. Sau đó mọi người lần lượt đi lên tiến hành khảo hạch. Diệp Thiên giật âm thầm cảm thán, khảo hạch này thoạt nhìn thì rất đơn giản, chỉ cần vượt qua trình độ bình thường là mức trên 100 là được. Nhưng những người đến tham gia khảo hạch này đều có chút tự tin với bản thân mình, cuối cùng thông qua vòng thứ nhất lại chỉ có chừng 30%. Này tuyệt đối là đề cao tiêu chuẩn. Nghĩ lại cũng đúng thôi dù sao cũng là học viện đỉnh cấp nghe nói viện trưởng đã là thánh quân cảnh học viện cấp độ này chiêu sinh đương nhiên sẽ thu hút nhiều người tới đến ngươi khi gia nhất dùng tay chọc chọc dịp thiên dật dịp thiên dật gật gật đầu sau đó đi lên lúc nhìn thấy dịp thiên dật phó viện trưởng và các giáo viên của học viện cửu châu thánh hai mắt đều sáng ngời người này có vẻ là không đơn giản mà dịp thiên dật tuyệt đối là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người trong học viện có rất nhiều học sinh đều tới đây xem bọn họ khảo hạch, đặc biệt là sau khi nhìn thấy Diệp Thiên Dật, các cô gái đều chôn chân tại chỗ không đi được nữa rồi. Uống Thiên Thành cũng rất chú ý đến Diệp Thiên Dật, hắn là người có năng lực hay không thì lập tức sẽ biết ngay thôi. Diệp Thiên Dật đặt tay lên trên dụng cụ, sau đó phóng thích thuộc tính của mình, vị phó viện trưởng kia cũng theo bản năng cũng tập trung chú ý quan sát Diệp Thiên Dật. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều ồ lên xôn xao một mảnh. Chuyện gì đã xảy ra, không có gì, chỉ là con số trên dụng cụ kia. Không bình thường. Thi gia nhất, họa thủy và bạch hàng tuyết ở phía sau cũng bối rối, cảnh này hình như rất quen thuộc. Lần trước tinh vận thạch phát nổ là thiên phú của diệp thiên giật đã phá vỡ giới hạn của tinh vận thạch, mặc dù lần này nó không phát nổ, nhưng... Lần này có ý gì, cái quái gì vậy, diệp thiên giật đặt tay lên dụng cụ, dụng cụ đang xác định thuộc tính băng của Diệp Thiên Dật. Con số ngay lập tức tăng vọt lên hơn 1.000, và sau đó tiếp tục tăng lên 10.000, 20.000, 30.000, 50.000. Đúng vậy, những con số trên thiết bị đang tăng vọt với tốc độ chóng mặt. Tất cả mọi người. Tình hình này là chuyện quái quỷ gì vậy? Cả đời này chưa ai trong số họ đã từng nhìn thấy cảnh này, Vuông Thiên Thành mở to hai mắt, rất nhiều người cũng trợn to mắt, Phó viện trưởng cùng các học sinh khác kinh ngạc đứng bật dậy. Tại sao, chúng có nghĩa là gì, cơ sở là 100 điểm và cao hơn 100 điểm chứng tỏ thuộc tính của ngươi cao hơn võ giả bình thường. Sức mạnh thuộc tính băng của Uông Thiên thành cao gấp 9 lần. Tài năng của hắn ta thật không thể tưởng tượng nổi. Hắn ta cũng là một trong những người trẻ tuổi có thiên phú mạnh nhất trong toàn bộ thành Cửu Châu Thiên. Mà bây giờ lại có một người có con số xác định thuộc tính đang không ngừng tăng lên với những con số vô tận, không thể dừng lại được, dịp thiên giật bất lực, hắn thực sự bất lực mà, hắn nghĩ sẽ chẳng có gì nếu không cần thảo hạch bằng tinh vận thạch. Nhưng cái dụng cụ này có ý nghĩa gì đây? Tại sao? Có độc ư? Không lẽ thuộc tính băng của hắn ta thực sự mạnh đến vậy sao? Cũng không thể gấp rất nhiều lần so với những người bình thường như thế được chứ. Nghịch lý quá! điều này là hoàn toàn không thể khi đó diệp thiên dật không dám phóng ra thuộc tính hỏa bởi vì hắn cảm thấy thuộc tính hỏa của mình dường như không mạnh cho lắm thuộc tính phong cũng vậy đều ở cấp độ bình thường thời gian nó có thể là yếu nhất ấy chứ sau khi cân nhắc trước sau thì quyết định dùng thuộc tính băng sau đó những con số không thể dừng lại được lúc này các con số mới bắt đầu chậm lại sau đó dừng lại ở mức sáu Tất cả mọi người 100 ngàn Sức mạnh thuộc tính băng của hắn ta gấp ngàn lần những võ giả thuộc thuộc tính băng thông thường, Diệp Thiên Giật biểu lộ hắn ta đang rất bất lực, sức mạnh thuộc tính băng của hắn gấp ngàn lần võ giả bình thường sao? Sao có thể như thế được? Kẻ ngốc cũng biết đây là chuyện không thể, không tin, bản thân cũng không thể tin nổi. Cái chuyện gì vậy, Sức mạnh thuộc tính băng của một võ giả bình thường đại khái là có thể phóng ra hàng lực âm 100 độ. Dù ngươi có mạnh đến đâu đi nữa, cho dù ngươi là thiên đạo cảnh thì thuộc tính băng của ngươi cũng không thể cải thiện được. Bất kỳ võ kỹ và sức mạnh thuộc tính băng nào ngươi giải phóng ra cũng sẽ chỉ làm tăng sức mạnh và sức công phá của nó thôi chứ không thể làm giảm nhiệt độ của hàng lực được phóng ra bởi thuộc tính băng nữa. Đối với thuộc tính băng Hàng lực được phóng ra có nhiệt độ càng thấp thì cũng là một cách biến tướng trực tiếp nhất để tăng cường sức mạnh của thuộc tính băng, cũng giống như thuộc tính hỏa vậy. Trên trái đất, nhiệt độ thấp nhất là 273. 15 độ, ở đây đã phá vỡ mọi định nghĩa khoa học. Vì có sự tồn tại của vỏ giả, quân Đông Thành có thuộc tính băng mạnh gấp 9 lần vỏ giả bình thường, cho nên sức mạnh hàng lực hắn phóng ra có thể đạt tới khoảng âm 900 độ. Hàng lực âm 100 độ và hàng lực âm 900 độ cùng phóng ra cùng một võ kỹ thuật tính băng giống nhau sẽ có chênh lệch rất lớn, Diệp Thiên Dật có sức mạnh băng gấp ngàn lần bình thường, tức là hàng lực của hắn ta có thể lên tới âm 100. Không 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 độ, trên lý thuyết thì điều này có thể được thực hiện, nhưng trong thực tế không có ghi chép về điều này. Làm thế nào có thể được? Đúng vậy, Diệp Thiên Dật cũng không nghĩ là có thể, hắn đã từng giải phóng sức mạnh thuộc tính băng của mình hắn cũng đã thử cảm nhận rồi và hắn thấy nó không lạnh chút nào. Ung Thiên Thành có chút sửng sốt, sau đó nghĩ lại là tuyệt đối không thể thế được, sức mạnh thuộc tính băng của hắn mạnh hơn gấp 9 lần so với các võ giả có thuộc tính băng thông thường, điều đó đã là nghịch lý, đã tồn tại cấp cao nhất rồi. Các cường giả nhận xét rằng cấp độ hàng lực của hắn ta sẽ trở thành một cường giả trong tương lai và hắn có thể đánh bại những bậc thầy hàng đầu có cùng cảnh giới, một ngàn lần. Vô lý Chắc chắn nó bị hỏng rồi. ầm ừ. Cái này tính thế nào? Diệp Thiên Giật bất lực hỏi. Người đâu, đi đổi dụng cụ khác? Phó Viện Trưởng Triệu Thiên Thu ra hiệu cho người đi đổi dụng cụ mới, rồi nói với Diệp Thiên Dật, có thể là dụng cụ có vấn đề, vì vậy an tâm chớ vội, và dụng cụ mới sẽ được mang đến ngay thôi. Mặc dù hắn có cảm giác người này rất đặc biệt, rất đặc biệt, rất lợi hại, chỉ cần nhìn hắn, thánh quan quanh quẩn bay vút lên trời, giống như một thiên mệnh chi tử, nhưng sức mạnh thuộc tính của một người lại có thể cao gấp ngàn lần người thường, thì chính hắn cũng không tin nổi, chắc là có nhầm lẫn gì rồi. Cho dù là một thiên tài đỉnh phong, loại thiên tài có thể đạt tới cảnh giới cao nhất thì cũng chỉ gấp 10 lần là cùng, tự yên nhiên nhìn dịp thiên giật, đôi mắt xinh đẹp của nàng hơi sáng lên. Dịp thiên Dật này rất đặc biệt, quả thực rất đặc biệt, cho dù đây không phải là sự thật, có lẽ là do dụng cụ đã bị hỏng, thì hắn vẫn rất khác biệt với những người khác, vậy tại sao dụng cụ không bị hỏng khi người khác đang khảo hạch? Tại sao đến lượt hắn lại hỏng? Điều này chứng tỏ người này rất đặc biệt, nàng sẽ không dễ dàng yêu một người, nhưng nàng thực sự quan tâm đến Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật thở dài,